Nếu câu trả lời là có, em hay để anh hôn em luôn đi. Em sẽ... Hỏi nhỏ nha, hỏi nhỏ này, sẵn uống thuốc chưa? Mình ăn liền. Gan quá, rồi, ấn tượng ban đầu. Chào em tên gì? Chào chị, em tên là Đỗ Thị Thu Hương. Đỗ Thị Thu Hương? Dạ. Em 23 rồi chị. 23 ha, còn quá trẻ ha. Hương đang làm gì? Em học luật. Tốt nghiệp luật hả? Dạ. Dạ, tốt nghiệp luật là nói chuyện chắc là luật dữ lắm nè. Xinh lắm xem. Nha, xinh lắm để nha. Để xem ơi, chàng trai chúng ta đến từ đâu, tên là gì, làm nghề gì. Xin mời. Trời. Quá dữ. Ô, trời ơi, quá hay, chào cổ điển. Mời bạn ngồi. Một cách xuất hiện rất là ấn tượng. Bạn tên gì? Dạ, em tên Ca Xuân Cang, năm nay em 27 tuổi, làm bên hoạt hình 3D và game. À, tức là làm về kỹ thuật đúng không? Vừa kỹ thuật mà vừa nghệ thuật. Kỹ thuật luôn, đúng rồi. Cái này là tôi thích là làm 3D ha. Bên đây rất đẹp trai nha, tóc quăng quăng, dễ thương lắm nha. Trời, bên đây ta cũng đẹp gái lắm đó nha. À, Hương nè. Dạ. Nhưng mà em xinh như vậy đi học rồi, không, xinh thời sinh viên mình mà không lẽ không có bạn trai? Nói ra thì xấu hổ. Có gì đâu. Thì xấu hổ, có gì đâu xấu hổ. Có gì đâu xấu hổ. Tại vì cái số không biết ăn ở sao mà cứ quen bạn trai rồi cứ toàn gặp người có vợ. Toàn gặp người có vợ không? Dạ đúng rồi chị. Mà mình không biết người ta có vợ rồi mình quen, hay là mình quen rồi rồi mình mới biết là người đúng ta có rồi vợ. Giấu giếm kỹ lắm, xong cái quen khoảng 1 tháng 2 tháng cái là biết ra là có vợ. Nhưng mà rồi sau một thời gian, tại sao em biết là người ta có vợ, em phát hiện hay là người ta tự thú? Cũng nhiều lần lắm, có khi là có người thì là vợ phát hiện xong rồi nhắn tin cho em. Trời. Còn có người thì em nghe mọi người trong cơ quan của cái người đó nói. Rồi nói chung là cũng nhiều tình huống mà ít ra cũng 6 cặp, 6 người vậy. 6 người như vậy? Trời ơi, kỷ lục. Cái gì vậy trời? Nhưng mà sao kỳ cục vậy em, sao mà bị người ta bị một lần người ta sợ rồi mà em bị tới 6 lần là chị không tại, hiểu luôn. Tại cái nhược điểm của em là dễ tin người, ai nói gì em cũng tin. Ờ cho nên bữa nay là sợ quá đến chương trình để dạ, giờ chương rồi, trình rồi. Kiểm tra trước giùm á phải không? Chờ anh chút xíu. Ăn luôn. À, kiểm tra vụ vợ giùm em cho kỹ nhanh lên. Bên đây nghi lắm mà. Kiểm đi, kiểm đi. Em 27 tuổi coi chừng rồi nha. Tới tham gia chương trình có nộp giấy độc thân chưa? Dạ có anh. Có phải không? Chứng minh hàng chưa bóc đèn luôn anh. Ban tú. Chắc chắn chưa vợ phải không? Chắc chắn chưa vợ chưa? Dạ chắc anh. Thề túi tôi đi. Dạ em thề. Rất là dễ thương ha. Bây giờ bạn nghe bên kia, bạn thấy bạn có giống bên kia không? Cũng giống giống, gần gần giống vậy. Gần giống là sao? Tức là bạn đã cũng yêu người đã có vợ. Ê quên. Không phải, em yêu người đã em có yêu chồng. Một cái người mà quen tìm hiểu thì mới biết là một thời gian em biết là người ta có bồ rồi. Có bồ sao mà có quen người nào có vợ chứ. Ý có chồng chưa? Chưa anh. Chưa đúng không? Vậy là không bi kịch bằng bên kia. 27 tuổi, mấy mối tình rồi? Dạ có một mối tình. Dạ lúc đầu thì em quen một cái bạn mà ở chung công ty. Nhưng mà cái phát hiện ra là cổ là có bồ rồi. Xong cái em nói thôi giờ mình quen, mới quen một cái cô hàng xóm. Chứ làm ăn gì? Làm ăn gì? Chỉ quen để có người dẫn đi xem phim rồi uống cà phê. Quen 2 năm rồi, bây giờ cô ấy nói 10 năm nữa mới lấy chồng. À. Mà không đợi được. Đây là tham gia chương trình. Bây giờ để tôi hỏi cái vụ này nè, Hương nè. Dạ. Chị thấy em rất là, bề ngoài của em rất là xinh. Mà chị nhìn cái từ chung là nhìn em rất là hiền. Dạ. Em tự nhận xét về bản thân mình đi, là em là người như thế nào? Mọi người đánh giá là em ngoan. Ngoan. Ngoan, hiền, được lòng người lớn chị. Với lại em có cái ưu điểm là em giỏi chịu đựng á. Giống như người ta chửi mà em cũng cười. Trời đó. Trời đất ơi. Cái gì kỳ vậy? Cái kỳ vậy? Nhưng mà chị nghĩ ai đâu mà nỡ chửi em. Em xinh như vậy mà ai mà chửi. Bên kia cái mẫu... cá tính cũng lạ lắm không? Đúng rồi. Bên đây cá tính cũng hơi lạ. Dạ. Tiêu chí của em về một người bạn đời là như thế nào? Về ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn thôi, em không đòi hỏi gì nhiều. Có 3 vòng cân đối. Trời ơi. Không có đòi hỏi gì nhiều hết trơn. Không có đòi hỏi nhiều. Cân đối là sao? Tám mấy đều hết hả? Dạ không, hôm nay là giống như cái đồng hồ cát anh. Phình ra từ xong rồi thắt lại, rồi phình ra. Trời ơi, tiêu chí phình ra, khép lại, phình ra.
À, bây giờ nếu để cho em được chọn lựa một người đàn ông của riêng mình thì em mong muốn người đàn ông của em sẽ là người như thế nào? Dạ em thích một người không còn đẹp trai đâu, da ngăm cũng được, nhìn khỏe mạnh. À, nhưng mà nhất là đừng có mập bụng. Đừng có mập cái bụng. Dạ đúng rồi. Nhìn với lại không hút thuốc. Em rất là ghét hút thuốc. Hồi gì uống mùi thuốc lắm. À. Dạ. Còn thuốc không? Dạ không ăn thuốc thì em không hút, nhưng mà em uống bia cho nên có bụng. Cũng hay mập đúng không? Chủ yếu là người phải hoàn toàn. Anh nghe cô này anh muốn qua nhìn quan tức quá cái. Anh nào quay mặt tôi coi cái cô đó nha, tôi nói thiệt cô nha. Cô là cái người mà tôi ghét mà tôi thấy không ai là thương cô có. Cô làm ăn gì coi được. Chửi bây giờ cười thiệt. Mình thử chửi cười thiệt. Ủa ai chửi cũng cười vậy hả? Dạ. Cái nhược điểm của em là vậy đó hả? Em nghĩ ưu điểm đó chứ. À ưu điểm á hả? Dạ đúng rồi. Nửa chồng chửi cũng cười. Hên xui à, lúc đó đổi tánh sao được. Trời dễ thương nha. Dễ thương không? Có dễ thương. Vậy hả anh? Bất ngờ nha. Dễ thương lắm em. Để chị coi có bụng bự không nha không? Dẹp giùm em đi chị. Thôi nhìn đi. Hóp vô đi ông. Có hút thuốc không? Dạ không luôn. Em là chuẩn men mà. Tóc quăng này khôn lắm luôn. Được. Gọn, mình phọt, mình dây. Bây giờ nè, hai người biết. Sẽ gặp nhau ha. Mở màn lên cái em giống như lần đầu xuất hiện giùm anh cái tạo ấn tượng đi. Cặp này xứng đôi. Rồi, đó, cặp này xứng đôi à. Xuất hiện làm đóng y nhảy hơn dạ, nữa nha. Dạ. Làm gì vậy? Chuẩn bị, màn kéo lên. Một sự xuất hiện gây ấn tượng. Vụ gì? Anh đếm 2, 3 là làm luôn. 3, 2, 1, action. Vô. Cái gì vậy? Anh muốn tặng em một ca khúc thay lời muốn nói của anh. Hay là mình hãy cứ bất chấp hết yêu đúng nhau rồi. Đi em. Hay để cho rằng em muốn nghe tim nói gì, rồi nói cho anh nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 4 em có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có em hay, để anh hôn em luôn đi. Hết nhỏ nha, hồi nhỏ này sáng uống thuốc chưa? Anh hai liều à? Hai liều gan quá, gan quá. Rồi ấn tượng ban đầu 2 phút. 2 phút tiếp theo bắt đầu. Chào anh. Chào em. Dạ. Em muốn hỏi anh một điều duy nhất thôi, là nếu như mà có thành đôi á, thì sau chương trình này á, anh có đồng ý là dắt em đi gia đình để ra mắt gia đình không? Ngay giờ liền. Ok, ngay lập tức. Anh mới gặp em là anh có cái ấn tượng gì đó rất là quen, gần gũi. Thì em tính em thì cũng hiền thiệt, nhưng mà nhiều khi nó cũng điên lắm, em cũng không biết được. Anh thì cũng vậy thôi. Tùy cơ ứng biến, nhiều lúc mà gặp những cái chuyện mà cần phải ganh thì mình cũng ganh lên. Giống như vừa rồi anh cũng chưa uống thuốc đủ á. Anh cũng lên cơn luôn. Dạ. Vậy là giống anh rồi đó, có cùng tần số với anh. Dạ. Dạ. Em nóng lòng muốn bấm. Hết giờ. Và bây giờ mời các bạn đặt tay ra phía sau thành ghế để chuẩn bị nhấn nút hẹn hò. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1. Từ từ thôi nha. 2. Nhìn bên kia nhìn tôi chi. Và 3. Cũng vui. Nói chung là gặp bạn này về buồn cũng vui. Bạn rất là vui ha, rất dễ thương. Hôm nay hai bạn hình như là đã gặp một cái tần số nào đó với nhau rồi. Rất là thoải mái khi nói chuyện và mong rằng cái sự thoải mái này chúng ta sẽ tô đậm lên nữa và hiểu nhau nhiều hơn. Và mong rằng cái con đường sắp tới nó sẽ không gặp trong gai trắc trở gì nữa. Một cái khởi đầu đẹp và sẽ đi đến một cái kết thúc rất là đẹp. Chúng ta hãy ôm nhau. Nắm tay đi. Nắm tay nhau. Em nắm nhảy nữa giờ.
Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không anh. Không đúng không? Em gái, điều gì em không thích nhất ở người đàn ông? Dạ em không thích đàn ông lăng nhăng. Lăng nhăng à? Có nhiều em gái mưa. Dạ có nhiều em gái nuôi ạ. Có gái mưa gái nuôi gì không? Em tên là Trần Minh Vương, em đến từ Quảng Nam, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là kỹ sư cơ khí chế tạo khuôn mẫu. Rồi bạn nhiêu tuổi rồi nè? Dạ năm nay em 33 tuổi. Rồi còn em? Dạ em tên là Huyền Trang ạ, năm nay em 30 tuổi, em tới từ Nghệ An ạ. Em làm ngành nghề gì? Dạ em đang làm kiểm toán nội bộ ở Quận Nhất ạ. Em đang sống ở Bình Thạnh. Em có những ưu điểm khuyết điểm nào kể cho bên đàn gái nghe với Vương? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn và rất là dễ tính. Còn nhược điểm của em là lười đi chơi, hơi mê game và hơi rụt rè trước đám đông. Đúng rồi, hay chơi game là nhược điểm đó. Em ơi, em ngoài chơi game còn thích chơi gì nữa không? Ví dụ như là những cái một cái đam mê gì đó về nghệ thuật hay là về đá banh hay là về bơi lội. À dạ, em thì em chỉ thích đá banh và thích câu đá banh. Em mê đội nào nhất vậy? Dạ em mê đội MU. MU. Dạ. Cái gì? Em mê đội MU hả? Dạ. Vậy đó hả? Dạ em hôm nay tới chương trình cũng rất mong tìm kiếm một bạn trai cũng là fan Man U giống em ạ, tại vì em rất là cuồng Man U ạ. Em cũng mê MU hả? Dạ vâng ạ, các bạn trai trước mà anti Man U là em giận luôn ạ. Trời đất ơi. Mà nói xấu gì Man U là em cũng giận anh ạ. Nghĩa là đi kiếm người yêu là tiêu chí đầu tiên phải là MU đúng không? Dạ nếu có cùng sở thích thì gia đình sẽ hòa thuận hơn anh ạ. Dạ cũng may mắn là Linh em mới vào MU một tháng này thôi ạ. Thôi vậy hả? Trời ơi may quá. Vậy là có duyên rồi đó em. Chứ em mà lên đây em nói không phải là em u là em mệt mà. Dễ thương. Nhưng mà nếu như anh không có là fan Man U thì em cũng bắt anh là fan Man U thôi ạ. Tại vì hôm nay em cũng sẽ bắt anh làm fan Man U ạ. Rồi, vậy là anh xác định là anh fan MU suốt đời rồi đó. Ồ, đó anh xác định luôn, tức là sao? Ê, cái này là sao? Dạ em có quà cho bạn fan Man U ạ. Là cái gì vậy? Dạ, dạ em muốn cả hai sẽ cùng mặc những bộ đồ này để đi cổ vũ bóng đá Man U ạ. Ồ trời ơi, em cuồng nổi tới cái mức như vậy á hả? Dạ. Để chút xíu mình gặp nhau đi rồi. Ừ, chút xíu mình gặp nhau đi rồi mình đưa. Bây giờ vậy đi, em nói về cái điểm mạnh điểm yếu của em trước đi. Để rồi tại sao em lại mua cái size này cho ảnh, lỡ ảnh bự hơn hoặc là nhỏ hơn sao? Em nghĩ anh sẽ chịu khó mặc ạ. Điểm mạnh em của em thì là một người khá là sôi nổi, nhiệt tình với bạn bè. Em biết quan tâm tới gia đình và thích nấu ăn. Còn cái điểm yếu của em, nói chung là tật xấu của em á, là cái gì? Tật xấu thì em có một chút nói nhiều, một chút khó tính và một chút nóng tính ạ. Nóng tính, ví dụ dạ. cái đô nóng của em là tới đâu? Thường thì khi nóng tính thì em im lặng và tránh tiếp xúc với mọi người thôi ạ. Chứ cũng không gây ra hậu quả gì. Không có bộc lộ dạ, ra dạ, vâng ạ. Đường tình duyên của em thế nào em trai? Dạ em cũng đã trải qua 2 mối tình chính thức. Và mối tình gần đây nhất là em quen được 3 năm và chia tay cách đây 5 năm rồi. Tại sao chia tay? Dạ mối tình 3 năm là bạn gái em ở Nghệ An, cũng Nghệ An luôn. Nên em nghe bạn gái Nghệ An em cũng hơi lo. Tại hồi xưa cũng hai đứa yêu nhau dữ lắm. Mà bạn gái em là người dân tộc Thái, lúc đó là dì của em Tết bị gia đình với lại tộc bắt vợ gì đó thì em cũng không rõ cho lắm. Rồi bắt luôn. Dạ bắt luôn rồi không được vô nữa luôn. Trời ơi, em có dân tộc Thái gì không? Dạ em không Thái ạ. Không Thái được rồi. Thôi đàn gái. Dạ em chính thức thì em có 3 mối tình rồi ạ. Dạ lần gần nhất thì em chia tay được cách đây 3 năm rồi ạ. Nhưng mà tại sao 3 mối tình lại chia tay em? Dạ cái mối tình gần nhất thì tụi em ở 2 nơi xa nhau ấy chị. Rồi, xa có nhau. Có những cái mâu thuẫn, mọi người không có nhiều cái thời gian để dành cho nhau. Dạ vâng ạ. Tại sao mà trong 3 năm em là một cô gái xinh xắn như thế này mà em lại không có tình yêu nữa? Thời gian vừa rồi thì em khá là bận rộn trong cái công việc ấy chị, nên cũng không có nhiều cái thời gian để tìm hiểu. Và xung quanh em thì các bạn nam cũng đi lập gia đình khá là nhiều rồi ấy chị. Nên quay qua thì không còn thấy đối tượng. Em cũng khá là tâm linh một chút. Đầu năm thì em cũng có đi xem thì thầy cô cũng bảo rằng là em chịu khó đi tới tháng 10 sẽ gặp được một đối tượng phù hợp và tháng 3 năm sau sẽ tiến tới hôn nhân ạ. Tháng 10? Dạ. Tháng 10 Tây hay ta? Tháng 10 âm lịch ạ. Âm lịch là nay đó. Cũng tới rồi đó, tới mùa rồi này, đó. Mùa này đúng mùa này luôn. Được đó. Vậy là hợp với ngày hôm nay đó. Hợp luôn á. Em trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Diễn tả một cái mẫu hình lý tưởng đi. Dạ em thử giống cô bên kia không? Bạn gái cao trên 1m55, mẫu hình đối với em như vậy là được rồi. Tóc tai có là được. Trời ơi, miễn có tóc thôi hả em? Dạ có là được chị. Có mà tỷ dụ trên đầu nó có 10+ thì ông tính sao? Là dạ, cũng có đó. Dạ vậy chắc cũng chấp nhận được chị. Thế ế quá mà đầu hổ ở đâu được. Em hình dung cái người con gái bên đây như thế nào?
Dạ, nghe nãy giờ chị nói vậy chắc em nghĩ là chắc là xinh xắn lắm. Em nghĩ cổ có tóc không? Dạ chắc là có. Em không được 1m55 đâu anh ạ. À không sao. Dạ. 1m54 cũng được. 1m1 được không? Dạ chắc cũng được luôn anh, chứ giờ không thể không được nữa rồi. Ế quá rồi, mà giờ không thể đâu được nữa rồi. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không anh. Không đúng không? Em gái, điều gì em không thích nhất ở người đàn ông? Dạ em không thích đàn ông lăng nhăng. Lăng nhăng à? Có nhiều em gái mưa. Dạ có nhiều em gái nuôi ạ. Có gái mưa gái nuôi gì không? Dạ không anh, không mưa không nuôi gì hết trơn. Không có mưa không có nuôi gì hết. Rồi thôi bây giờ mình hỏi kiến người thân đi. Đúng ha. Đúng rồi. Hỏi cô gái trước đi. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với chị sếp đồng nghiệp ạ. À một chị sếp thôi. Dạ và các bạn của em nữa. À vậy đó hả. Rồi vậy mời chị sếp đại diện đi. Nhà gái đi. À, em chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh ạ. À, em. Trang là một người rất là nhân hậu, bạn rất là thẳng thắn. Trang rất là lo toan, mọi chuyện rất là chu đáo và chỉn chu. Thấy chàng trai như thế nào? Về phía em thì em thấy bạn Vương có lẽ là hợp với cả Trang. Em cũng mong là cái chương trình này sẽ để cho Vương và Trang có cơ hội tìm hiểu và đến với nhau. Rồi, cảm ơn. Dạ, em cảm ơn chị. Còn em, bên đây em đi với ai vậy Vương? Dạ, em đi với anh trai ruột và những người bạn đồng nghiệp. Anh ruột ha. Đây, anh ruột. Trước tiên xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân, chào tất cả mọi người chương trình quay. Chào em. Chào em gái. Dạ, chào anh ạ. Vương á, là bây giờ nhà thì gia đình anh em cũng đông lắm, mà còn mình Vương là anh chưa có gia đình. Chung anh em cũng tự lập hết. Vương có tính tự lập nó cũng rất là cao. Thấy em dâu tương lai mình được không? Về nhận xét về em gái thì thấy cũng là, nói chung là bước đầu thấy thì cũng xinh xắn, cũng dễ mến. Anh khuyên hai đứa đã tới đây đó rồi đã là một cái duyên rồi, thì nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, để tiến tới xa hơn. Rồi. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn đàn gái đàn trai ha. Cảm ơn. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu đi Vương. Anh có chương trình có hồng tặng em. Cái này thì anh cũng không biết ý nghĩa gì hết á, nhưng mà lúc mua bông á, anh bán bông nói là chính chính đó hoa này là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Và anh hy vọng đây cũng là món quà đầu tiên, sau này cũng sẽ còn nhiều cơ hội để tặng quà cho em nữa. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà muốn tặng anh ạ. Đưa bông đi chị để giùm. Áo gì đó em ưu. Em có món quà tặng anh ạ. Em dạ, anh cảm ơn em. Đầu tiên là tặng anh vì anh là fan Man U ạ. Đúng người mà em đang tìm ạ. Và thứ hai là em tặng anh cuốn sách để tìm hiểu kỹ hơn về tâm lý của phụ nữ. Cảm ơn em. Ủa dạ, sao mà em nói em đưa để mặc luôn, bắt ảnh làm fan MU luôn mà. Dạ em, có mặc luôn không em? Nhìn thế này thì vừa rồi ạ chị ạ. Tại vì phải vừa nó mới ra được cái thần giao cách cảm. Em dạ. Mặc đi. Có cần anh mặc không? Mặc đi em mặc đi Vương. Số mấy vậy em? Không có số hả? Vừa là coi như là thần giao cách cảm dữ lắm đó nghe. Chưa biết mà mua làm sao mà vừa in là coi như là hay lắm luôn á. Đó. Đâu quay qua trời đây coi. Trời ơi. Anh ấy mạnh mẽ hẳn ra khi mà khoác cái áo quay của qua nàng đây, cao trai. Trời ơi Linh ơi đẹp hẳn luôn á Linh. Hay quá. Nhưng mà là đẹp quá vừa quá rồi. Em ơi cảm... Bạn gái chỉnh cái tóc cho bạn trai coi nào. Chỉnh cái tóc không cho sao, bạn trai coi nào. Bùa chút cũng được. Đúng rồi. Chỉnh cho thiệt đẹp trai tôi coi nào. Dạ. Trời ơi, thấy thương không? Đó, phải vậy mới được. Dạ, anh cảm ơn em. Anh gặp em thì anh thấy em có như hình mẫu anh tưởng tượng không ạ? Nói chung là anh gặp em sau khi kéo cái đệm này ra, anh gặp em thì anh mới biết, anh mới cảm ơn chương trình. Khi kéo bức đệm là thấy em quá xinh, quá đẹp. Em ngồi sức tưởng tượng ạ. Của anh à. Ngồi sức tưởng tượng của anh luôn ạ. À. Nãy nó tưởng mét mốt có mấy cọng tóc á. Anh có quan điểm như thế nào về tình yêu và hôn nhân gia đình ạ? Đối với anh tình yêu thì chỉ cần quan tâm, chia sẻ và đồng cảm là được. Dạ. Anh là trai cơ khí nên anh cũng ăn cũng hơi khô khan, không có biết nấu những lời hoa mỹ hay là những ngôn tình gì, anh chỉ có con tim và tấm lòng chân thành thôi. Anh có hay ghen không ạ? Cái này thì anh cũng chưa biết, anh thì không có ghen mấy, nhưng mà tùy trường hợp em, nghĩ tùy hoàn cảnh. Nhưng mà khi ghen lên thì mình có động tay động chân hay là có những cái gì không? Tại vì em không thích đàn ông vũ phu lắm ạ. Anh cũng không thích vũ phu, anh cũng ghét đàn ông vũ phu lắm. Tại anh ghen lên hay anh bực bội gì thì anh chỉ làm yên thôi. Trời sao hai đứa giống nhau dữ vậy? Phải ghen cái là giận lên là không nói gì cả, im lặng hết. Dạ em giận lên là em bỏ đi thôi chị ơi. Ừ đây bạn này giận lên là không nói đó.
Ủa rồi nói nghe nè, em hôm nay em có chuẩn bị, khi mà em đến gặp bạn này em có chuẩn bị một cái món quà tinh thần nào đó cho bạn không? À dạ, em cũng có chuẩn bị một bài hát để tặng bạn gái. Vậy á hả? Dạ. Em hát đi, còn bạn, bạn có chuẩn bị cái điều gì không? Dạ em hay đọc thơ bắn cóc ạ. Thôi vậy là người hát người đọc thơ đi. Dạ. Anh cũng hát một đoạn thôi. Dạ. Mong cô chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý vị khán giả cùng lắng nghe. Em muốn phụ họa cho anh nha. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cô lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng đi em, anh đón em về mùa mưa, cầu che dẫu khó đưa sâu. Bằng lòng đi em dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Quá hay quá. Rồi đứng đó làm thơ luôn, nắm tay nhau làm thơ luôn. Em trước đây rất thích nhà thơ Xuân Quỳnh ạ. Nhưng mà hôm nay em xin phép cô Xuân Quỳnh để em đọc thơ do em mới nghĩ ra. Đó là bài thơ Sóng ạ. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa. Thôi mình yêu nhau đi. Thôi thôi. Không mà mình thích vậy đó. Coi thôi như mình yêu nhau đi. Yêu nhau đi luôn thôi. Đó. Khỏi đọc thơ cho rồi. Rồi để tay nút bấm đấy các bạn. Đã đến phút chúng ta quyết định. Ông không cần đếm, ông bấm quá trời bấm kìa. Thôi hai đứa mình đi về đi. Khỏi đêm. Nhịp tim của họ đã bấm cho họ rồi. Thôi khỏi cần bấm luôn nào. Đến gặp trời nhau ơi, đi. Chưa gì ông đập, ông khí thế, ông đập. Dạ em sợ nó không dính. Rồi nắm tay đi nào. Bây giờ hứa với bạn bè, với gia đình, với mọi người đi. Ba má, ông bà đang xem, hàng xóm đang xem đó. Gia đình đang xem đó. Dạ con xin phép và hai bác cho con được hẹn hò với em Quỳnh. Con xin hứa sẽ cố gắng hết sức đem lại hạnh phúc và niềm vui cho em Quỳnh. Em gì? Em Trang. Hồi nãy tại vì nhà thơ Xuân Quỳnh. Ê, cái này nguy hiểm lắm. Thôi nói lại đi, nói lại. Xin lỗi ông bà nha. Tại dạ, vì một con, chút nhầm lẫn. Dạ con xin lỗi hai bác. Con xin đính chính là con sẽ thương Trang và yêu Trang, sẽ cố đem hạnh phúc lại cho Trang. Con cảm ơn. Xin phép con hôn Trang. Và con tiện đây con xin phép cô là cho con được khẽ hôn Trang một khẽ nhẹ. Em xin phép nha. Thân hình bình thường, không có bụng bự rồi, không có gầy quá. Dạ sao ai cũng không thích đàn ông bụng bự là vì sao vậy ha? Chắc tại người ta nói là vòng hai hình to thì lò xo hình nhỏ. Cái gì, cái gì? Cái gì nói nghe, tôi nghe lại coi. Cái gì mà nhỏ? Cái vụ này mới nghe nha. Cái gì đó tưởng? Ta nha, làm sao? Em đâu có ha, trai ha, phong trần nha. Có không? Bạn tên là gì? Em tên là Võ Minh Thiện. Võ Minh Thiện. Dạ. Lan làm nghề gì Thiện? Dạ em đang làm ở phòng kinh doanh của một công ty bán nước khoáng. Bao nhiêu tuổi? Em không có nói, không có nói, không có 30, nói. 30. Rồi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em tên gì? Dạ em tên Mai. Năm nay bao nhiêu năm tuổi? Năm nay em 31 tuổi. 31, tên Mai. Mai hiện giờ đang làm công việc gì ở đâu nè? Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty xây dựng. Mà tuổi này là cũng lớn rồi ha. Mà chưa có gia đình ha. Dạ. Mình có bạn trai chưa? Trước thì có rồi nhưng mà bây giờ thì chưa chị. Mình chia tay cách đây bao lâu rồi? Cũng hơn năm rồi chị. Trong một năm vừa qua mình không có tìm được người nào ưng ý hả? Dạ chưa chị. Dạ. Hôm nay nhờ chương trình ha. Dạ. Vậy nguyện vọng của bạn đến với chương trình, bạn muốn người bạn trai của mình là người như thế nào nè? Em mong muốn một người bạn trai về ngoại hình thì cao hơn từ 1m65 trở lên. 1m65 trở lên. Dạ. Thân hình bình thường, không có bụng bự rồi không có gầy quá. Dạ. Sao ai cũng không thích đàn ông bụng bự là vì sao vậy ha? Chắc tại người ta nói là vòng hai hình to thì lo xo thì nhỏ. Cái gì, cái gì? Cái gì nói nghe, tôi nghe lại coi. Cái gì mà nhỏ? Cái vụ này mới nghe nha. Cái gì các tưởng? Tạ nha, làm sao? Em đâu có cái lò xo rồi đâu. Cái
bạn có khó tính quá không? Bạn có kén chọn quá không hay sao mà vẫn không tìm được cái người mà mình muốn? Không khó tính lắm, nhưng mà cái người mà em muốn tìm cùng quan điểm của mình á, thì tức là em thích một người đàn ông mà có suy nghĩ nó thoáng một chút. Đại loại như là đừng có đòi hỏi bạn gái mình là phải trinh tiết khi còn tới với mình chẳng hạn như vậy. Nói chung là nó hiện đại một chút. Dạ, hiện đại một chút. Anh Linh, nó quay về cái vấn đề nãy giờ anh em mình bàn là hiện đại hay là cổ điển đó anh Linh. Bạn thích một người phụ nữ hiện đại hay là một người phụ nữ truyền thống? Em nghĩ cái sự kết hợp hài hòa thì nó tốt hơn. Thí dụ như một người vợ truyền thống ở cho gia đình trong nhà, nhưng mà khi đi ra ngoài ok mình có thể thoáng chút xíu. Tôi thấy người phụ nữ bên kia là hơi hiện đại chút xíu, cũng thoáng chút xíu khi mà bạn nêu vấn đề là vòng hai lo thì vòng lò xo nhỏ gì đó ha. Tôi xin hỏi bạn nữ bên kia, nếu như bạn phát hiện bạn trai của bạn đã từng sống thử, dạ, thì bạn tính sao? Em không có tính sao hết, tại vì em chỉ quan trọng là hiện tại của anh ấy như thế nào thôi, và anh ấy có thật lòng tới với mình hay không. Rồi bạn nam, nếu bạn phát hiện ra bạn nữ bạn đã từng sống thử, nếu như mà thoáng nghe liền một cái thì đương nhiên là mình sẽ cảm thấy khó chịu, ai cũng vậy thôi. Nhưng mà mình có thể là bình tĩnh và suy xét lại nó như thế nào để mà đánh giá cho nó chính xác nhất có thể, rồi từ đó mới đưa ra quyết định, chứ mình không vội vàng cô sống thử vậy tôi không đồng ý. Vì em lại không như vậy. Nhưng mà phải khó chịu đầu tiên đúng không? Hơi sốc. Đương nhiên rồi, đương nhiên mình phải sốc rồi. Ai cũng muốn em là số 1 của anh, ví dụ em là duy nhất của anh, ví dụ vậy. Hồi nãy giờ mình trao đổi rất là thẳng thắn với nhau về những cái vấn đề quan điểm về cuộc sống, về sống thử, về hôn nhân vân vân. Bây giờ chị muốn nghiêng một cái hướng khác. Chị muốn nói về vấn đề con cái. Dạ. Tại vì ở tuổi của mình là đã lớn rồi. Chị nghĩ phụ nữ mà sau 30 mà chưa có sinh con thì nó cũng là một cái vấn đề. Và em có nghĩ như thế nào về vấn đề con cái của mình? Em thì trước thì em có suy nghĩ là nếu như mà tới 33 tuổi mà em không có tìm được một người phù hợp và có chung cái quan điểm hoặc là nói chung là cái hợp với mình thì em nghĩ là em sẽ sinh con, tức là làm mẹ đơn thân đó chị. Em có tìm hiểu kỹ về vấn đề này chưa? Bởi vì nếu mà một mình thì đứa trẻ nó cũng có rất là nhiều cái sự thiệt thòi đáng kể. Em đã nghĩ đến cái vấn đề đó chưa? Dạ có, em có tìm hiểu và cũng có đọc một số thông tin. Em cũng biết là nếu như mình sinh nó ra mà không có đầy đủ cả cha lẫn mẹ thì rất là tội nghiệp cho đứa bé. Thì bởi vậy nên hôm nay em mới quyết định tới đây. Dạ. Có nghĩa là bây giờ là quyết chí là phải lấy cho bằng được chồng, đúng dạ, không? Dạ. Cái tiêu chí của bạn về một người bạn gái như thế nào? Thực sự là em cũng thích có một cái cô bạn gái á, là một chút xíu truyền thống, nhưng mà cộng thêm là một tí cá tính nữa. Bạn bên kia là đủ rồi đó, bạn kia rất là bản lĩnh đó. Nhưng mà về ngoại hình bạn thích thế nào? Cũng tương đối thôi. Thì em thì như thế này thì mình cũng không có dám đòi hỏi gì cao, thì cứ em ba dòng vậy thì bạn gái em ba dòng cũng giống vậy cũng được. Nhưng mà cái dòng hai bớt 10 phân vậy thôi. Này á, tôi phải coi rồi chị. Tại vì á, đối với chương trình ngày hôm nay đó thì cái cô bạn nữ ngồi kế bên đây rất là có thiện cảm với riêng chị, nên chị phải nhảy vào bên đây để chị nhìn cái mặt của bạn trước để mình xem như thế nào. Và mình nghĩ rằng nếu mà có thể kết hợp được thì đây là một cặp rất là chín chắn. Về ngoại hình là chị thấy hai người xứng luôn đó. Hy vọng là chị nhận xét không sai, và chị qua đây chị về chị sẽ nói tốt cho nó. Ok, rất là cảm ơn chị. Rất là được. Chị không có nói nhiều, chị thấy rất là được. Chị nói đơn giản ngắn gọn rất được. Sao mắt của Cát Tường á rất là tinh tường. Tới bây giờ cũng chưa có chồng đó. Giờ để nhìn được coi sao. Chính vì nhìn tinh tường quá mới không có chọn được. Đúng ai đó. Đó Linh à. Nhìn nó khó quá thì chưa có. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào chị. Ê Quỳnh Linh xin lỗi, chào bạn. Chào bạn. Dạ. À, Cát Tường đúng là có con mắt tinh tường. Đó chỉ là cảm nhận riêng của ông Mai và mối thôi. Còn tất cả cũng phải để cho hai người đúng hai rồi. Phút nhìn nhau và cảm nhận. Hai tâm hồn đồng dạng sẽ hiểu nhau. Kéo màn lên. Nãy giờ là toàn là thấy tiếng không à, giờ mới thấy hình. Anh nghĩ rằng là cái tư tưởng của em thì quá thoáng không hay là nói một cách theo như mình nghĩ á, là nó hơi thoáng thôi chứ không phải là quá thoáng. Dạ. Nhưng thực sự là có thoáng. Dạ. Đúng không? Dạ em biết mà. Nhưng mà mình nói nghe nè, sau cái buổi hẹn hò này ha, thì chắc là Thiện cũng có thể mời Mai á, mình đi uống cà phê này nọ nói chuyện thêm được không? Dạ được. Đồng ý không? Đồng ý không? Dạ đồng ý. Đồng ý chuyện này đúng không? Dạ. Rồi chắc cho bấm đi đó anh Linh. Cái gì thôi đó hả? Anh không hỏi gì thêm nữa hả? Dạ. Biết Mai có hỏi gì Thiện không thôi. Anh ngủ còn ngáy không? Không, hình như là không. Không hả? Dạ vậy thì cũng tốt.
Tức là bạn không thích người ngáy đúng không? Dạ đúng. Em sợ nhiều khi mình ngủ không được mà cái người bên kia nằm ngủ ngáy khò khò tức lắm anh. Yên tâm, mình sẽ để cho người kế bên ngủ trước. Xong rồi ha. Dạ xong rồi. Mình sao hôm nay cái nhiệm vụ của hai đứa mình nó nhẹ nhàng quá vậy anh Linh? Rồi, chúng ta sẽ có 3 khắc để quyết định. Nếu đồng ý thì chúng ta sẽ nhấn nút để hẹn hò với nhau và ngược lại. 1 2 3. Chúc mừng hai bạn. Chúng ta hãy bắt tay thế nào để cảm nhận những giây phút đầu tiên gặp nhau. Có thể lúc trước hai bạn chưa bao giờ biết nhau và chỉ cần một chút xíu nhìn nhau, nói chuyện với nhau, chúng ta cảm nhận điều gì đó và chắc chắn các bạn đã có một cái tình cảm nào đó nhất định rồi. Chúc mừng các bạn ha. Cảm ơn anh. Chúng ta sẽ... Chắc là con gái tôi đẹp như vậy, yên tâm đi, không có cái gì hết trơn á. Có là đã vợ đây bốc mùi rồi. Bây giờ hỏi em gái nè, em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn cao một chút, khoảng 1m65 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m70 rồi. Được. Dạ được. Không để đâu? Không đi đâu. Dạ. Ủa đi đâu có mắc mới gì không? Dạ tại hiện tại ba em đang để đâu á, em nhìn thấy ai mà để đâu em cứ tưởng là tuổi cả ba luôn. Rồi, em tên là Võ Thành Nam, 27 tuổi, quê gốc ở Bến Tre và hiện tại sinh sống tại Bình Phước. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Em làm ở Bình Phước luôn hả? Dạ không, em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh học tập. Là quê Bình Phước. Dạ. Bây giờ sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, đó là sơ yếu lịch trích ngang của đàn trai. Mời em mời gái. Đàn gái. Dạ, em xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Em xin chào MC Cát Tường và xin chào MC Quyền Linh và xin chào bạn nam bên kia ạ. Rồi, em tên gì? Dạ, em tên là Trần Ngọc Thảo Vi. Thảo em, Vi. Dạ, em sinh năm 1993. Em sinh ra tại Kiên Giang và hiện đang làm kỹ sư phần mềm tại công ty DEK Technology ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, ở quận mấy em? Dạ quận 1. Rồi, mình ở quận 3, làm việc quận 1. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em hòa đồng, dễ tiếp xúc thân thiện. Với lại cũng thích tham gia các hoạt động từ thiện với các hoạt động xã hội. Rồi, còn điểm yếu của mình? Dạ, điểm yếu của em là em nấu ăn không có được ngon. Rồi, em trai, em điểm mạnh, điểm yếu của mình thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là có thể chơi hầu hết tất cả các môn thể thao như là bida, bóng bàn, cầu lông. Có bida đúng không? Nói hồi lộn với chơi đánh bài nữa mệt. Không mà em không có hút thuốc gì là không đánh bài. Không uống rượu luôn. Dạ không uống rượu, chỉ có uống bia. Rồi có tài lẻ gì không? Dạ em biết làm thơ với lại giải giọng cho Thanh Trì. Làm thơ? Dạ. Giải giọng luôn? Dạ. Rồi bây giờ thử cái coi, làm thơ gì? Dạ em xin gửi bài thơ đến toàn thể mọi người. Bao ngày hẹn ước chào dân, tình yêu ấp ủ một tuần trong tim. Bấy lâu đăng ký chương trình, những ngày anh đợi ghi hình cùng em. Từng đêm nhung nhớ đầy vơi, mơ về em đó khoảng trời bình yên. Sầu vương lòng trót u phiền, thầm thương trộm nhớ cô tiên là nàng. Muốn chung một mối tình lang, xin em đồng ý thích chàng sánh đôi. Mình yêu nhau nhé em ơi, nguyện thề suốt kiếp, trọn đời bên em. Hay quá anh ơi. Hả? Hay quá hả? Dạ. Trời ơi, phải chi mà. Mơ thấy nàng tiên ở bên kia đó. Đó, hay quá. Để hầu qua coi bên đó tiên gì đây. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào. Hả? Dạ. Lúc em còn đi học thì mẹ em nói tập trung học đi, để sao nhãn việc học. Tới chừng đủ tuổi đi làm rồi thì mẹ em nói mới vô làm à, từ từ đi, tập trung làm. Bây giờ cũng hơi lớn rồi. Nhưng mà không lẽ em không có yêu thầm ai, không có thích ai rồi trong cơ quan làm cũng ai theo đuổi mình? Em không thấy luôn á chị. Không thấy luôn. Trời ơi sao khó vậy cô? Kỳ vậy ta. Đàn ông trai quá trời mà không thấy ai luôn hả em? Em không thấy ai đeo đuổi em á anh. Không. Trời ơi dễ thương quá. Không thấy ai đeo đuổi hết. Dạ. Nhưng mà em có cảm thấy rằng em thích một cái người đàn ông nào đó chưa? Dạ chưa luôn. Trời đất ơi. Em có cảm giác rằng em thích con trai không? Chưa thích ai sao biết được anh? Chưa em biết. Em có cảm giác rằng em thích con gái. Cũng chưa biết luôn. Trời đất ơi, cái gì cũng không biết hết trơn vậy, ca này khó à. Hoang mang quá. Dễ thương quá vậy thiệt á. Dạ em cảm ơn. Trời ơi, đàn gái hơi bị được á nha. Đàn trai là trải qua tình trường như thế nào rồi? Bên đây là còn trinh nguyên luôn đó. Dạ. Dạ em trải qua 3 mối tình. Trời ơi.
13 mối rồi. Nhưng mà hai mối tình trước là mối tình của học sinh sinh viên, nó còn trẻ trâu á. Bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào nè? Dạ em muốn tìm một bạn gái là về ngoại hình là cao 1m55 trở lên. Được, bên kia tóc dài. Rồi gì nữa? Dạ, giới tính rõ ràng. Bên đây chưa rõ. Cái này anh không biết nha. Cái này một hồi em tự hiểu nãy giờ anh giao lưu rồi đó. Em nghe em kiểm tra đi nha. Một hồi qua kiểm tra thử coi sao. Rồi giới tính rõ ràng. Còn gì nữa không? Không hôi nách rồi. Không hôi nách rồi. Hả? Không hôi nách rồi. Không bị hôi nách rồi. Sao vậy anh Linh? Nhà trai sao vậy? Dữ vậy? Sao mà em kỹ hay sao em thẳng thắn như vậy? Dạ, người ta nói là không có gì làm tình yêu xa cách mà chỉ có hôi nách làm xa cách tình yêu. Em có bậy anh ơi. Trời ơi, chết rồi, con gái tôi đẹp như thế này, yên tâm đi, không có cái gì hết trơn á. Có là nãy giờ đây bốc mùi rồi. Bây giờ hỏi em gái nè. Em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ, em muốn cao một chút. Cao khoảng 1m65 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m70 rồi. Được. Dạ được. Không để râu. Không để râu. Dạ. Ủa để râu có mắc mới gì không? Dạ tại hiện tại ba em đang để râu á, em nhìn thấy ai mà để râu em cứ tưởng là tuổi cả ba. Trời ơi, đó thiệt. Cặp này có vẻ chưa gặp mặt tôi thấy xứng rồi đó. Giới tính rõ ràng hả? Dạ. Thì em là rõ ràng không? Dạ rõ ràng, em men nè. Men liền. Rồi bây giờ bao lâu thì em sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ 6 tháng đến 1 năm mà. Em chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chưa? Dạ em có nhà với Bình Phước rồi. Có nhà riêng luôn? Dạ không, nhà chung với ba mẹ. Tại vì em phấn đấu là vài năm nữa em sẽ về quê, sống ở quê luôn. Ở bên Bình Phước luôn. Về Bình Phước được không? Dạ xa quá, nhưng mà chắc là nếu như bạn nam bên kia tính tình tốt chút thì em sẽ suy nghĩ lại. Cũng rồi. Ráng. Thôi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ, em gái với đồng nghiệp. Rồi cho chị gặp mẹ em. Xin chào anh Huyền Linh, xin chào Cát Tường. Và xin chào tất cả các khách mời ở trường quay. Và chào chắc. Cô là mẹ của Thảo Vi. Thảo Vi thì cũng hiền lắm đó. Mà cũng khờ nữa. Năm nay là 25 tuổi rồi. Mà gia đình cũng sợ. Sợ cho cháu có bồ có bịch. Từ cái ngày đi học tới giờ là cấm dứt khoát không cho bồ bịch. Mà ra đi làm cũng vậy. Con cố gắng làm. Đó, tại vì con có sự nghiệp trong tay rồi thì cái gì cũng được. À, mà cô nhận xét thì thấy em trai bên đây cũng được. Bấm nút thì là cái đó là do con. Chứ còn mẹ thì thấy cũng được. Dạ nếu con dâu, con gái mình đi về Bình Phước làm dâu cô thấy không được mà, không cô? Nếu mà có chồng thì phải theo chồng. Dạ đó. Ai cũng vậy. Dạ. Vậy thì tốt mẹ quá. Dễ quá ha. Dạ cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với thầy hiệu phó của trường cấp 3 và mẹ và chị gái cùng bạn bè. Lần đầu tiên cho phép chào Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng toàn thể quý vị khán giả ở trong trường quay. À, tôi là mẹ của bạn Nam. Tôi cũng đam mê cái chương trình này lâu rồi. Dạ. Lâu lắm rồi, bao nhiêu năm rồi, nhưng hôm nay được lên chương trình. Dạ. Tôi quá vui. Thì bây giờ nhận xét về bên bạn gái thì mẹ thấy là bạn gái bên này thì rất là dễ thương. Bấm nút thì các con tự quyết định. Chứ còn mẹ thì mẹ thấy là ok. Ok. Rất là ok. Mẹ ok là được rồi. Xin hết ạ. Cho em thầy hiệu phó có nói gì không? Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Xin chào tất cả các cô chú, các bạn đang có mặt ở trường quay. Thì tôi là trước đây là giáo viên dạy em Nam năm lớp 12. Suốt 9 năm qua thì thầy chỉ nói với bạn nữ là một cái điều rất là ấn tượng ở Nam là rất là nghĩa tình. Có nghĩa là dù xa trường rồi xa lớp rồi xa thầy rồi nhưng mà năm nào cũng về thăm thầy hoặc vẫn liên lạc. Và trong cái tình cảm của con người chúng ta thì cái quan trọng nhất là cái nghĩa tình. Còn như mẹ Nam nói thì cái bấm nút là tùy các em. Nam ơi, bạn nữ bên này rất là dễ thương. Ok. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy mở hàng rào ra để cho hai bạn trẻ gặp nhau nhé. Cố gắng lên đây Nam. Mở cửa. Cô gái rất xinh xắn đấy. Mở cửa trái tim. Anh có món quà tặng em không? Dạ em cảm ơn anh ạ. Em có thể mở món quà đó. Đứng kế bên coi hộp, ông Nam đứng sát bên.
sát bên. Cái gì vậy? Tặng đôi dép là sao? Lần đầu tiên tôi thấy tặng bạn gái đôi dép mẫu. Cái này em tặng để có ý nghĩa là nâng niu bàn chân của bạn nữ. Nâng niu hả? Sao? Dép này giống dép lấy của tôi quá vậy. Dạ em. Dạ. Dạ anh Linh nhiều dạ, dép em lắm. Em là fan hâm mộ của anh Linh. À dạ. Dạ em thấy ý tưởng này em lấy từ ý tưởng thấy anh hay mang đôi dép tổ ong á. Nên em đem tặng. Ồ vậy hay đó em. Dép dạ. Hay đó em. Thử đi. Nếu gì giày dép màu hồng mà phải tặng đôi dép tổ ong. Đặc dạ. Biệt. Độc lạ. Dạ dạ đúng rồi. Ấn tượng phải không? Dép màu hường tặng cho em. Đó chứ quà này quà hiếm đó em ha. Dạ. Nó lạ, độc còn tặng thì mấy kia bình thường nữa ha. Dạ. Rồi, hai bạn đứng gần nhau để coi xem mọi người thấy có hợp lý không? Thấy có gương mặt phu thê không? Được đấy, cô gái được. Dễ thương lắm. Rồi, hai bạn về vị trí đi. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Em cảm thấy anh như thế nào? Dạ, ngoại hình sáng sủa rất là... có được à. Cảm ơn em. Dạ. Thì anh cũng thấy em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh. Tính tình của em thì hơi hiền với lại... ít quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình lắm. Anh có ý kiến về việc đó gì không? Không, anh thì cũng không quan trọng lắm về ngoại hình lắm. Cảm ơn anh về món quà. Dạ, hôm nay em cũng có chuẩn bị một món quà tặng cho anh, tặng cho khán giả và hai MC ạ. À. Dạ, em xin được hát một bài ạ. À. Dạ, hát một khúc thôi ạ. À. Dạ. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới. Tay nắm tay chẳng cách rời. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Để những giấc mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Dạ em xin cảm ơn. Mời mọi người thích ạ. Hay quá. Anh trai. Thôi giờ nè, đừng có hát nữa. Bên kia hát được rồi. Dạ. Em cái gì đó, giả giọng hả? Châu Thanh Trì hả? Dạ. Làm cho bạn nữ vui thử cái gây ấn tượng hay nào. Dạ, tiểu muội à, tiểu muội có bằng lòng bình phước làm dâu của má ta không đó hả? Đối với ta tiền bạc không thành vấn đề đâu. 2.500 ta coi như 1.000 thôi. Tiền bạc chỉ là phù du thôi. Quan trọng đối với ta là không được hôi nách. Người ta nói không có gì làm tình yêu hôi nách. Chỉ có hôi nách. Chỉ có hôi nách làm sao cách tình yêu. Ám ảnh cái vụ đó lắm đó. Nói gì gặp vụ đó nhiều lắm rồi hả? Chắc dạ. Có gặp rồi nên nè mới vậy chứ. Thôi vô chuyện tình yêu đi kìa. Dạ dạ. Cắt từ đây cái vụ đó. Rồi. Bây giờ mình vô chuyện tình cảm nè. Có một vấn đề nó muốn hỏi là nếu như anh có thể đi chơi với em với bạn bè của em được không? Cái đó thì không thành vấn đề rồi. Cái đó thì anh cũng anh vui vẻ mà, tính tình anh vui vẻ hòa đồng mà. Tại em cũng có một nhóm bạn hay rủ nhau về nhà nấu ăn nữa. Thì em cũng muốn là có một người để đi chung với mình. Tại vì anh cũng biết nấu ăn, anh cũng biết nấu một số món ăn á. Em thì chỉ có thể phụ bếp, rửa rau thôi. Rồi nói chung đi, bên nhà trai này cũng có nhiều tài lẻ ha. Dạ. Rất nhiều tài lẻ, cũng biết nấu nướng, rồi chăm sóc. Đây cũng là một trong những người đàn ông gia đình. Vấn đề còn lại là, bây giờ các bạn cảm nhận gì về nhau? Chúng ta hãy nhìn nhau 30 giây, và sau đó nói lên những suy nghĩ của mình, những cảm nhận về người đối diện và đưa ra quyết định. Nào chàng trai, tiến tới gần và nói tất cả những cái gì mà nó động lại trong tim mình từ nãy giờ. Thì anh thấy em rất là dễ thương. Thì mình cho nhau một cơ hội nha em nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Nút bấm là bấm cũng phải đi tìm chứ. Tìm người yêu khó lắm á. Yeah. Chứ không phải đơn giản là các bạn gặp nhau đâu. Có thể là 20 mấy năm trời các bạn chưa biết các bạn là ai, quen với ai. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã gặp trên đây thì cái duyên nó gần như đã có rồi đó. Phải kiểm tra lại con tim của mình một lần nữa xem chúng ta có phần với nhau hay không nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian.
Chúc mừng. Tay nhau nào. Bắt đầu từ giờ phút này, giờ phút mà có thể sau này các bạn sẽ ghi nhớ, đó là các bạn đồng ý hẹn hò với nhau trước mặt quan viên hai họ. Mình cho cô. Dạ, con xin hứa là sẽ chăm lo và quan tâm cho em, yêu thương em hết cuộc đời. Bây giờ xin bác, cô gái bác chưa bao giờ có nụ hôn đầu đời luôn đấy. Bác cho phép cháu được hôn em. Đó, thấy chưa? Đấy. Mộc Phương hỗ trợ cho anh với tất cả năng lực của em. Trong cuộc sống sau này em sẽ sát cánh cùng anh để chăm sóc gia đình, cùng anh san sẻ từ việc con cái cho đến gia đình và ba mẹ hai bên. Em đang tìm kiếm người đàn ông có thể chưa có gì trong tay ngay bây giờ, nhưng chắc chắn sau này phải có chí tiến thủ, phải có trách nhiệm với gia đình và lo lắng được cho tương lai. Em không ngại cùng anh vượt qua khó khăn, nhưng anh phải chắc chắn một điều. Anh phải thật sự cố gắng hết mình cho cả hai để không phải vì chuyện miếng cơm manh áo mà sau này nặng lời với nhau. Điều thứ ba, em đưa ra thử thách này, nếu anh đồng ý, em muốn cùng anh đặt mục tiêu cho tụi mình là anh sẽ đạt được thành công trong công việc và sẽ có được mức lương thu nhập ở con số 30 triệu một tháng. Anh đừng lo lắng, không phải là bây giờ, không phải mình anh cố gắng sẽ có cả phần của em trong đó nữa. Anh chấp nhận thử thách này của em không? Em nói lương em nhiều tháng? Dạ. Nói chơi cái coi nè. Lương em hả? Ừ. Khoảng nhiều tháng? Khoảng bằng cái mức lương bạn đang yêu cầu được. Bằng mức lương không? Dạ. Có khi nào hơn không? Cái này bí mật anh. Lập trình viên là lương cao lắm nha. Vâng. Tôi nói cho các bạn biết, lập trình viên hiện nay tôi có thuê lập trình viên rất nhiều rồi. Làm một tháng từ 60 triệu đến 80 triệu chưa chắc người ta nhận luôn. Dạ em, lời đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Linh, em, chị Hồng Vân và các bạn khán giả ở trường quay và bạn nữ bên kia. Em tên là Hoàng Ngọc Vũ, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Vũ làm gì Vũ? Dạ em làm lập trình viên và marketing online. Ở quận mấy Vũ? Dạ em làm ở nhà luôn. Ở nhà là quận dạ, mấy? Gò Vấp. Vũ 28 tuổi, lập trình viên, nhà ở Gò Vấp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân mình nào. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào tất cả vì khán giả có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Em tên là Jessica, năm nay em 26 tuổi. Em đang làm designer và editor của trung tâm tư vấn du học Âu Mỹ. Dạ, em đến từ Đà Lạt. Vậy đó. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy á. Dạ. Tức em là làm ở quận mấy? Dạ em làm ở quận 3 anh Quyền Linh. Quận 3 với Gò Vấp. Dạ. Cũng không sao mấy. Được, hợp lý. Jessica hả? Tức là tên Việt của mình là gì? Dạ em tên là Thúy ạ. Thúy. Dạ. Rồi. Cứ gọi là Jessica Thúy đi nha. Thúy Vũ, Vũ Thúy nha. Rồi, Vũ có ưu điểm, khuyết điểm gì mình nói cho bên nhà gái nghe đi. Dạ, ưu điểm của em thì em là một người sống rất là tình cảm. Rất là quan tâm đến gia đình. Tốt. Và em mà đã muốn làm cái gì á thì em sẽ quyết tâm làm đến cùng. Đó là những ưu điểm của em. Còn về mà khuyết điểm của em á thì thứ nhất là em có hút thuốc. Cái thứ hai á là em rất là kén ăn. Không hút thuốc hay hút thuốc? Có hút thuốc. Hút thuốc. Có hút thuốc và kén ăn hả? Dạ kén ăn, em rất là kén ăn tại vì nhiều khi mà mẹ em nấu mà em còn chê tại vì không có hợp khẩu vị của em á. Thôi thôi. Dạ. Mẹ nấu mà không hợp khẩu vị biết ai nấu mà hợp đây. Trời ơi. Không tại vì ngon là được à, tại vì em ăn thấy ngon. Vậy là được nói, à. Mẹ em nấu không ngon gì? Không không phải, mẹ em nấu cũng ngon nhưng mà cũng tùy món ngon à anh. Trời ơi. Dạ. Có nghĩa là bạn khó mày... lắm luôn nha. Mẹ xem chương trình này. Mẹ xem chương trình. Dạ, mẹ đừng có la con nha. Không sao mẹ cũng hiểu mà. Dạ, dạ. Rồi. Khó trong ăn uống đó nghe bạn này nè. Còn mình rồi. Thì sao nè? Dạ em xin phép nói về khuyết điểm của em trước ạ. Dạ khuyết điểm của em là do cái tính chất công việc của em là làm thiết kế cho nên em phải thức khuya nhiều quá chị. Dạ do thức khuya với lại để làm deadline á cho nên tối ngủ em hay bị nói mớ. Em hay bị nghĩ là bị đồng nghiệp dí hay là sếp dí. Còn cái khuyết điểm thứ hai của em là mỗi lần đi coi phim á là em hay để ý những cái hiệu ứng hơn là để ý xem là nội dung của phim như thế nào, hay hay dở, diễn viên đẹp hay xấu. Cho nên người ta đi coi phim với em thì người ta hơi bị chán. Vậy đó hả? Một cái nữa em cũng không biết nghĩ nó là ưu điểm hay là khuyết điểm nữa, đó chính là
em ăn nhiều nhưng mà không có mập được. Trời ơi, cái đó ưu điểm đó cưng. Dạ. Ôi, không có khuyết điểm một chút xíu nào hết trơn. Ở đây không ăn mà hít không khí, không còn mập đây nè. Muốn chết vậy đó. Dạ. Trời ơi, vậy là chúc mừng em nha. Em được một cái thú vui gọi là, cũng như là một cái gọi là sao ta, ông trời cho mình một cái món quà đó rất là thú vị đó nha. Dạ. Cuộc đời mình không ăn thì nó không còn gì là cuộc đời nữa. Nhưng mà dạ, ăn mà mập là phải nhịn nè. Dạ. Đừng có nói chữ mập, nó nhạy cảm lắm. Thôi nín đi. Giờ ưu điểm mình là gì nè? Dạ, ưu điểm của em thì hơi nhiều chút. Đó là em có thể tự độc lập tài chính, em tự kiếm ra tiền, lo cho bản thân và lo được cho gia đình em. Dạ, ngoài ra thì em nấu ăn ngon nha. Ngày hôm nay em có chuẩn bị một cái món bánh cho em tự làm. Em muốn mời hai MC cùng với anh trai bên kia. Trời ngon nè. Chút xíu nữa nha. Được. Chút xíu nữa mình sẽ mời ông kia. Nhưng mà nè, chút xíu chị phải cho chị cái quyền là chị cầm cái này ra để chị mời, và ông chỉ được lấy một cái thôi. Em biết không, cái chương trình này á, biết bao nhiêu những cặp đau đớn là bởi vì quà của bạn gái mình trao ăn được một miếng thôi, còn lại là ông ăn hết. Để đó chờ chị lo. Dạ chị không lo sao nha. Đâu anh Quyền Linh ơi, nếu như mà anh ăn bánh của em á, mà anh thấy ngon á, thì anh có cho em cái địa chỉ đi, là em sẽ làm và ship qua nhà anh. Trời ơi, được. Trời ai ơi, như bà mối kia. Trời ơi, thiệt tình luôn. Ăn có chút tức mà là nói xấu người ta quá. Nè, bên đây người ta nấu ăn ngon nè, bên kia khó ăn, đúng không? Nhưng mà bên đây người ta nấu sẽ rất ngon. Chút xíu thử cái bánh bên đây, nếu mà nói ngon á là coi như đây là vô địch ha. Cưng. Dạ. Mình đã bắt đầu độc lập về tài chính từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ, em đã độc lập từ tài chính từ năm 22 tuổi, sau khi em tốt nghiệp đại học rồi. Và em đã, từ cái thời điểm đó là em đã gửi tiền về lo được cho gia đình. Có nghĩa là lo được cho gia đình luôn. Dạ, đúng rồi. Quá giỏi, xuất sắc nha bạn trai, nghe xuất sắc nha. Em độc lập tài chính từ năm 18 tuổi rồi chị ơi. Trời ơi, rồi vậy là xuất sắc hơn, càng tốt em ơi. Dạ. Cho mình đỡ. Thực ra là em rất là tôi độc lập tài chính từ lúc 3 tuổi rồi nè. Dạ. Xuất sắc lắm. Rồi, dạ, bây giờ thì mình sẽ thôi, bên đây người ta nói luôn về tình duyên đi nghe. Nói tại đi bạn cho, mình thú vị nói quá. Nói về tình duyên cho bên đàn trai nghe thử coi sao. Dạ. Bây giờ mối tình của mình thì được mấy mối tình rồi? Dạ, em thì em có một mối tình sâu đậm nhất là một mối tình 8 năm. Và em đã chia tay được 1 năm rồi. À vậy dạ đó hả? 6 năm hả? Dạ, 8 năm. 8 năm như vậy. 8 năm hả? Từ lúc đi học luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, Thanh Mai Trúc Mã luôn á. Không, Thanh Mai Trúc Mã thì chưa phải, nhưng mà chắc gặp nhau ở hồi dạ hồi bọn em còn đi học. Dạ. Lý do? Dạ thì lúc mà bọn em yêu nhau thì không có vấn đề gì hết, mà khi ra làm chung thì mâu thuẫn nhiều và anh đó không bảo vệ được cho em và bọn em chia tay. À vậy. Dạ. Hai đứa làm chung chỗ hả? Dạ đúng rồi. À làm chung chỗ hoặc là gắn khít luôn, hoặc là thế nào cũng có xung đột, tại vì mỗi người sẽ có một tư tưởng quan điểm khác nhau. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ phải hỏi bên tội nghiệp quá, mối tình 8 năm mà chia tay. Chia tay tức là mối tình từ thời học sinh nó lên mà chỉ một mối tình đó thôi. Mấy mối tình này nói cho bà mối nghe đi. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em đã trải qua 2 mối tình. 2 mối ha. Dạ vâng, 2 mối. Mỗi một mối thì là em đơn phương năm lớp 8. Trời ơi. Em đơn phương năm lớp 8 mà đến bây giờ em cũng vẫn cái đấy là mối tình sâu sắc nhất của em. Còn cái mối tình gần đây nhất thì em chia tay cách đây 2 năm. Mối tình đó mấy năm? Mối tình mà năm lớp 8 hả? Không, mối tình mối tình chia tay thì mới quen được có khoảng gần năm. Gần năm. Dạ. Gần năm mà chia tay 2 năm rồi thì cũng không có gì là sâu sắc rồi đúng không? Dạ vâng, tại em chỉ có ấn tượng nhất là mối tình năm lớp 8 mà em yêu đơn phương người ta thôi chị. Vậy đó hả? Dạ. Bây giờ vẫn còn yêu không? Hay là bây giờ hết rồi chị, tại bây giờ mình chỉ nhớ về cái ký ức thôi chị. Đó là những ký ức đẹp thôi. Dạ, mình chỉ nhớ người ta đã có gia đình rồi. Không, người ta chưa có gia đình, người ta mới có bạn trai thôi. Ồ vậy hả? Bạn ấy hiện tại đang làm giáo viên. Dạ. Nãy em nói em làm nghề gì chị quên rồi. Em làm lập trình viên với lại em marketing online luôn. Marketing online. Dạ. Như vậy là em kiếm tiền từ năm 18 tuổi luôn. Vâng. Giỏi. Tại hiện năm 18 tuổi em cũng ra đời, em làm nhiều ngành nghề em chị. Bây giờ là độc lập về về tài chính luôn chị. Có nuôi gia đình không? Em có gánh nặng về gia đình. Em vẫn có hỗ trợ ba mẹ tiền sinh hoạt các thứ vậy. Rồi giờ mình đã có nhà riêng chưa? Không, em vẫn ở chung với ba mẹ em. Còn nhà riêng thì là dự định sắp tới chị. À vậy đó. Dạ. Hả? Tức là bây giờ vẫn ở chung với cha tại mẹ. Tại vì gia đình em thì hiện tại chỉ có 4 người thôi. Còn họ hàng bà con thì không có. Là chỉ có 4 người, em, ba mẹ với lại có một người em trai nữa thôi. Là ở chung. Tức là có 2 anh em ở trong nhà đó. Dạ vâng.
Chắc người em cũng giỏi hả? Vâng, em ba em, mẹ có phước quá trời. Em của em là đầu bếp bánh. Dạ. Nói nghe nè, rồi em thích cái mẫu người con gái như thế nào? Nãy giờ em nghe bạn này tâm sự thì em có nghĩ là mẫu người bạn gái của em phải như thế không? Em thì tại vì em chưa nhìn thấy khuôn mặt giao diện của bạn nên em cũng chưa có biết được. Tại vì thường thì em thích một người con gái là biết nấu ăn là em thích rồi đó. Và thứ hai nữa là hiền lành, biết quan tâm chăm sóc với gia đình, biết vun vén cho gia đình là em thấy ok rồi chị. Chị là chị là em nhớ nha, chị bạn đó là designer đó. Mấy cái người như vậy chắc là lăn lắm á. Hả? Lăn lắm á. Em sợ nhất là những người lăn, tại vì em nhìn là em sẽ hết hồn, tại vì người ta design á là về cách ăn mặc, về gu ăn mặc của người ta rất là có gu rồi. Em thích một người mà giản dị tí thôi, đừng có mà cầu kỳ quá. Hiện đại thì cũng được nhưng mà đừng có hiện đại quá chị. Hại điện á. Hiện đại vừa thôi được rồi chị. Vậy hả? Dạ. Bên đây cũng có gu vậy, mặc quần rách tan nát thôi. Cũng gu lắm á. Thì đó ông mối dạ. Sao người ta y vậy thôi. Hả? Ông tưởng ông mặc đồ lành lặn à? Có rách mà da. Hay thật đó. Qua em đang chờ người đẹp bé. Bạn có cái hình mẫu lý tưởng nào hình mẫu thể hình mẫu lý tưởng nếu mà xét về bạn vẻ ngoại hình đó chị thì cỡ Miu. Dạ. Rồi có cần giỏi giống như Miu không? Không cần đâu, bình thường là được. Chị cần ngoan hiền, giao diện dễ thương, đừng có chỉnh sửa Photoshop nhiều á. Tức là em thích nét đẹp tự nhiên đó chị. Đừng chỉnh sửa tự nhiên truyền thống. Nhưng mà bây giờ người ta là vừa giỏi mà vừa có cái nét của Miu thì theo em thì sao? Vừa giỏi vừa có nét Miu hả? Tại vì nếu mà sao? Vậy em sợ em bị lép vẽ thôi chị ơi. Thế thì xin mời ông. Rồi xin để mời em ông. Coi dạ, dạ. Mi gì đây? Anh giúp em. Đừng mi sói à, được không? Em chào anh Quyền Linh. Trời ơi, dễ thương, dễ cưng dạ. Giống người Nhật quá nhờ. Dạ, em là người Hoa à. Người Hoa dạ. Hả? À, dễ thương. Cảm ơn anh. Ở bên bên đây nghe em nói thì dạ. Biết rằng em là một người cũng rất là năng động. Dạ. Và biết tự lập, biết kiếm tiền ha. Tự lập cho riêng bản thân mình như là tốt rồi. Nhưng với đàn trai thì em yêu cầu như thế nào? Em muốn một chàng trai thế nào, có thể diễn tả thử xem. Dạ, về ngoại hình thì em không có yêu cầu gì hết. Bởi vì nhiều khi mình yêu cầu một người đẹp quá thì người đó cũng không có thể là dành cho mình. Vì em quan niệm là một chàng trai quá đẹp thì nó sẽ không có chung thủy. Dạ. Em chỉ cần là em không. Nhìn em yêu là được. Em nói câu này thì sai đó. Em nói một chàng trai quá đẹp là không chung thủy, không đúng đâu. Có những người rất đẹp nhưng họ rất là chung thủy. Có đôi khi có những người không đẹp mà họ không chung thủy. Cái này cũng tùy theo con người chứ đừng nói đẹp là không chung thủy ha. Chứ đẹp như chị Hồng Vân đó, chị cũng chung thủy lắm chứ bộ. Người ta đang nói con trai, người ta không có nói đến phụ nữ. Mình nói phụ nữ ai cũng chung thủy hết trơn á, 80% là phụ nữ chung thủy rồi. Còn hồi nãy là anh Linh anh nói là nói ảnh á, em không biết đâu, ảnh biện hộ cho ảnh á. Quan niệm của em á là ở nhà chỉ cần một mình em đẹp là đủ rồi. Đúng rồi. Xung quanh mình á, mình đẹp là được rồi. Dạ. Chồng mình đẹp cũng hơn. Dạ. Không hay. Thì đó không có quan trọng nhưng mà suy nghĩ lại nha, anh nghĩ rằng á, ai cũng có cái này cái kia, đừng nói là đẹp không chung thủy là để được. Tôi nói cho anh Linh á, có coi cái gì quên rồi, Đồng Tiền Xương Máu chưa? Dạ. Thời điểm nó đẹp dễ sợ, đẹp lắm luôn mà rất chung thủy luôn. Mà rất là giỏi giang luôn. Đó, không phải là đàn ông đẹp là không chung thủy đâu. À, dạ. Đó, yên tâm đi hả? Dạ, dạ. Nói về em mối tình em 8. Nằm trong cái trường hợp may mắn như vậy. May dạ. Mắn chứ, mình phải tự tin là mình sẽ là người gặp may mắn. Đúng em yên rồi. Tâm. Khao nghĩ là gì? Cái duyên số thôi. Dạ. Còn phần ta chia tay là cái phận thôi. Dạ. Cái phận không có hợp nhau. Để 8 năm như thế mà vẫn chia tay. Có người sống tới 90 tuổi ta còn ly dị mà. Nói nghe nè. Gì vậy, bánh hả? Nhân nhà gái thì tôi xin mời ông một cái bánh với lại bạn bên kia một cái bánh. Mời vài cái được không? Không. Rồi nhận xét giờ ông thích ăn gì tôi lấy. Hả? Tôi không đưa cho ông cầm cái hộp. Thích ăn gì đưa nè? Cho bạn trai ăn trước đi. Đó mọi người ơi, đẹp lắm luôn. Trời cô gái ơi. Tự tay em làm đúng không? Dạ đúng. Tự tay cô gái làm nha. Em nhìn đi. Bánh nhiều màu sắc xuất đi. Xuất sắc. Để coi bạn trai ăn cái gì. Em ăn cưng cái ơi, cho. Dạ, em đang thèm. Không, bỏ tay ra. Trời ơi. Dạ. Chị em lấy cái này chị. Cái cốm, có cốm á chị. Cốm phải không? Rồi dạ, dạ. Ok. Lấy đúng cái mình thích ta. Thôi vậy thôi em nhờ anh Quyền Linh để em lấy cái này. Có tới hai cái cốm lận. Em là dây chính mà. Có hai cái cốm lận đó. Rồi ăn đi xong rồi cho. Nữa được không? Rồi cho nhà gái tôi biết. Kèo quá. Đúng rồi, đúng ra phải đưa mình hết hộp á.
Ờ, à, mình ăn thử đi em, kệ đàn trai mình, dạ, mình thưởng thức đi em. Thưởng thức, thưởng thức. Ăn, trời ơi, có gì đâu mà ấy. Ngon quá, nhìn ngon quá. Nhìn kem. Chị cũng ăn. Nhìn kem ngon quá. Ngon. Ngon thì bên nhà gái tôi nói là nếu mà anh Linh thích thì là bạn sẽ làm, bạn ship tới tận nơi cho anh. Còn cái nữa. Không, bây giờ là không có cho. Lo làm việc cái đi. Lo làm việc. Chúc con gái nha. Lo làm việc. Ngon quá. Sao bạn trai thấy sao nè, cho cảm xúc coi nè. Đưa lên bỏ thùng rác vô. Ngon chị ơi, em xin thêm một cái nữa chị ơi. Ngon đó, đó thì để nói cho bạn biết là bạn khó ăn đúng không? Bên đây là bánh là rất là khó làm để mà vừa miệng người khác, đúng không? Mà bạn đã vừa miệng bạn rồi, cho nên chắc chắn là khi nấu những bữa cơm bình thường ở nhà là chắc chắn là sẽ rất là điêu luyện, đúng không? Đúng không? Được, đàn trai chịu quá. Đó, bên nhà gái tôi có quyền chịu chảnh. Tôi có quyền chảnh nè. Rồi, được. Bây giờ vậy em hình dung cái người con trai ngồi bên rào bên kia như thế nào? Trong tưởng tượng của em là có thể là anh đó cao 1m8. Mét mấy? Mét 8 hả? Mét 8 hả? Có 1m8 không anh? Không em ơi. Xuống xuống. Xuống xuống. Dạ, mét 7 cũng được. À. Mét 7 hả em? Được. Dạ. Cỡ cỡ đây. Mét dưới được không em ơi? Em nghĩ là anh có mắt 2 mí hả anh? Anh có mắt 2 mí không? Anh mắt 2 mí nhưng mà mét dưới được không em? Ủa hồi nãy em mới nói mét 7 mà. Mét không mà ý anh hỏi á là mét rưỡi được không? Cũng được, không sao. Được. Em chỉ cần con trai giỏi nghe thôi. Nghe cũng được, nó hơi bị miễn cưỡng em. Rồi nè, mắt được chứ sao được? Nữa? Cũng để, được. Để cho người ta tưởng tượng tiếp nè, sao dạ. Nữa nè. Dạ, em nghĩ là anh tóc anh nhiều. Đúng. Không, nó cũng hơi nhiều. Cỡ anh Quyền Linh không anh? Hơn anh Linh. Chị hơn. Lấy chị đảm bảo hơn anh Linh. Dạ thôi, dạ mới cắt tóc quà đó. Cái người đó tuổi già sức yếu rồi là tóc phải ít đi chứ. Đâu có thể nào bằng nam thanh niên kia được. Chờ tuần sau để biết. Rồi sao nữa nè, tưởng tượng dạ, nữa không? Em nghĩ là anh đang mặc một cái áo sơ mi và một cái quần tay. Mang đôi giày tay. Đúng không anh? Áo sơ mi thì có nhưng quần sao? Đúng chứ người ta. Quần tay là không có nha. Quần jean rách. Quần jean rách hả? Không sao, cá tính. Tại em cá làm tính. Designer, em thích những người cá tính. Cá tính. Ok. Rồi. Thôi nói chung nãy giờ tưởng tượng nó hoàn toàn không có giống bên này. Có mà, có mấy mí mà đúng không? Có, nhưng mà đại khái là có nhiều thứ không giống lắm. Dạ. Thôi được rồi, kể đó tưởng tượng thôi. Dạ. Chúc gặp tính sau. Dạ. À, nói chung bên đây cũng sáng sủa lắm á. Dạ. Một người phong trần, cũng thư sinh, đẹp trai, cũng giỏi, kiếm tiền từ 18 tuổi. Dạ. Bên đàn gái cũng giỏi, hôm nay hai đứa đều giỏi hết. Thôi. À, ngày hôm nay em có thiết kế một cái này. Dạ. À, khoan, em đừng em đừng đứng lên lộ hàng hết, lộ dạ. Hàng đây, hãy nói với chị em gửi cho ai. Dạ, em muốn gửi cho anh trai bên kia. Dạ. Gửi với thành ý gì? Dạ, nó chỉ là lời nhắn của em để gửi cho anh đó thôi. Lời nhắn hả? Dạ. Lời nhắn hay hâm dọa hai tay đàng hoàng. Bên đây người ta trân trọng lời nhắn của bên nhà gái. Dạ. Gửi cho bên đàn trai. Đàn trai xin phép nhận, có kèm bánh nữa tốt. Đúng rồi Đọc đi em. Dạ. Đọc đi rồi nhớ mãi. Đọc đi rồi cho ý kiến nghe. Đúng không? Em cần cái đó đúng không? Dạ. Đọc lớn lên. Anh à, em là một cô gái bình thường nhưng chắc chắn sẽ khác với tất cả các cô gái khác. Em là người không ngại học hỏi và chăm chỉ để đạt được mục tiêu. Trong công việc em hoàn toàn có thể làm hậu phương hỗ trợ cho anh với tất cả năng lực của em. Trong cuộc sống sau này em sẽ sát cánh cùng anh để chăm sóc gia đình. Cùng anh san sẻ từ việc con cái cho đến gia đình và ba mẹ hai bên. Em đang tìm kiếm người đàn ông có thể chưa có gì trong tay ngay bây giờ, nhưng chắc chắn sau này phải có chí tiến thủ, phải có trách nhiệm với gia đình và lo lắng được cho tương lai. Em không ngại cùng anh vượt qua khó khăn, nhưng anh phải chắc chắn một điều. Anh phải thật sự cố gắng hết mình cho cả hai để không phải vì chuyện miếng cơm manh áo mà sau này nặng lời với nhau. Điều thứ ba, em đưa ra thử thách này. Nếu anh đồng ý, em muốn cùng anh đặt mục tiêu cho tụi mình là anh sẽ đạt được thành công trong công việc và sẽ có được mức lương thu nhập ở con số 30 triệu một tháng. Anh đừng lo lắng,
Không phải là bây giờ, không phải mình anh cố gắng sẽ có cả phần của em trong đó nữa. Anh chấp nhận thử thách này của em không? Em nói lương em nhiêu tháng? Dạ. Nói chơi cái coi nè. Lương em hả? Ừ. Khoảng nhiêu tháng? Khoảng bằng cái mức lương bạn đang yêu cầu nữa. Bằng mức lương không? Dạ. Có khi nào hơn không? Cái này bí mật anh. Lập trình viên là lương cao lắm nha. Vâng. Sao tôi nói cho các bạn biết, lập trình viên hiện nay tôi có thuê lập trình viên rất nhiều rồi. Làm một tháng từ 60 triệu đến 80 triệu chưa chắc người ta nhận luôn. Bạn này bạn sao đó chứ bao đâu, triệu. Bây giờ bạn bao nhiêu, bạn lương bạn bao nhiêu? Chắc chắn từ 50 triệu trở lên. Không, nhưng mà hồi nãy bạn nói là bạn bao nhiêu? Bạn nói bạn đang 30 triệu. Thiệt không vậy? Thấy không, bạn có bị khiêm tốn không vậy chèn? Khiêm tốn đó. Anh nói ha. Không, nhưng mà thì em nói giỏi từ lương cả 100 triệu trở lên không? Hỏi coi là nhưng mà giờ... mà theo trong cái lời này thì cái mức lương 30 triệu này là của em với bạn cộng lại á. Đúng không dạ, em? Đúng rồi. Hai bạn cộng lại đó hả? Dạ. Trời ơi, chuyện nhỏ. Không phải cái vấn đề mà về tương lai sau này của gia đình với con cái, về cái việc tài chính á thì em không phải lo. Nếu mà em bấm nút làm bạn gái anh á, nếu mà mình tìm hiểu thì em sẽ rõ. Không có, tại vì anh nếu mà anh lấy vợ hay là nếu mà anh lấy vợ thì anh đã tính hết rồi, tiền sinh con bao nhiêu, tiền sữa rồi, tiền cách khử tính hết rồi, anh em không phải sợ. Lập trình hết rồi. Anh chuẩn bị hết, chỉ cần rác vô thôi. Anh nhá hàng cho em bên đàn gái biết á, lập trình viên lương rất cao, mà lập trình viên giỏi nữa nha. Dạ. Là lương ở 100 triệu tháng là chuyện nhỏ như con thỏ. 5-6 ngàn đô một tháng. Đúng rồi, lập trình viên là từ mấy ngàn đô không? Đó, trời yên tâm ha. Dạ. Bé đỏ mặt luôn kìa, bé thử thách gì mà bèo quá. Anh em thử thách thì nhỏ quá. Bèo quá, hai đứa nhập vô có 30 triệu, bèo quá ơi. Bèo rồi. Nhỏ. Được chưa? Dạ. Yên tâm chưa đàn gái? Dạ, em yên tâm rồi, em cảm anh ơn. Bao luôn. Dạ. À, giữ đi em. Dạ, thử thách này đã vượt qua. Vâng. Rồi thôi bây giờ gặp người thân đi cưng. Rồi, ý kiến người thân nha. Ừ. Cô gái đi với ai vậy? Dạ, em có đi với chị đồng nghiệp mà chị ở chung nhà với em. Chị đồng nghiệp ha. Chào chị đồng nghiệp. Chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh và mọi người trong trường quay. Thì cháu là đồng nghiệp cùng với lại cơ quan của Thúy và ở cùng nhà với em ạ. Thì Thúy thì là cô gái rất là... Thực ra bạn cũng cá tính nhưng mà bạn sống rất là nội tâm và tình cảm. Đó thì Thúy nhìn thì có vẻ là dịu dàng thế thôi nhưng mà bạn khá là cứng rắn á. Và trong công việc thì bạn cũng là rất là quyết liệt. Đó và Thúy thì không ngại những cái chuyện như là thức khuya để làm việc hay là gì đó. Và yêu cầu của khách hàng, của đối tác thì lúc nào bạn cũng hoàn thành đầy đủ. Và tài chính thì do là rất là chăm chỉ, thành ra là không có thể tự lo cho bản thân của mình á. Và bạn nói là cái mức lương mà 30 triệu mà hai người cộng lại thì là bạn khiêm tốn thôi. Tại vì Thúy thì đôi khi là cũng có những cái tháng mà cái lương của bạn nó cũng tầm mấy hoặc là vượt qua luôn. Tại vì Thúy rất là chăm chỉ á. Thì với cái bạn trai bên này thì chắc là khá là hợp với lại cái yêu cầu của Thúy á. Thúy nói là Thúy không yêu cầu ngoại hình thôi nhưng mà Thúy rất là thích những cái bạn mà ngoại hình sáng sủa nhìn vừa mắt của Thúy ấy. Đó thì em chỉ thấy cháu thấy là bạn bên này thì khá là hợp với Thúy, có điều là thấy bạn Thúy nhà em thì hơi ít nói với lại bạn hơi nội tâm, dễ bắt nạt ấy. Bạn bên này thấy lanh quá cô. Sợ là về bạn bắt nạt Thúy ấy, với lại là bạn có nói là cái chuyện người yêu cũ của bạn ấy mà bạn còn lấn cấn cái tình yêu suốt từ năm lớp 8 đến giờ. Thì không biết là sau này bạn, giả sử như mà bạn đến với Thúy đi mà cô gái kia thì cô cũng chưa lấy chồng, thế cô lại muốn quay lại với bạn thì bạn tính thế nào? Đó. Hoặc là đó, hoặc là bạn nói là bạn đã tính toán hết cái chuyện như là lấy vợ sinh con rồi này kia thì bạn tính thế nào, con bạn đi học như nào, rồi tiền là bỉm sữa rồi học hành như nào, bạn đã tính như nào rồi thì bạn chia sẻ một chút cho Thúy và mọi người ở đây cùng biết đó. Em chia sẻ đúng không anh? Rồi em nói đi em. Về cái vấn đề mà mỗi tuần lớp 8 á thì hiện tại thì mình không có còn nhớ đến nữa, nó chỉ là một ký ức thôi chứ là mình không có lưu luyến. Cho nên là cái vấn đề này thì bạn yên tâm. Còn về việc mình lăn á, lăn ở đây không phải là lăn theo kiểu bắt nẹt người khác, mà lăn ở đây là lăn trong công việc, trong các mối quan hệ để mình giao tiếp tốt với lại mọi người xung quanh. Đó là một cái lăn để mà giao tiếp chứ không phải lăn để bắt nẹt người khác.
Còn mà về vấn đề mà bạn muốn thắc mắc là mình chuẩn bị những gì, như là con cái, tiền sinh đó, cái đấy thì mình đã chuẩn bị trong đầu hết rồi, cho nên là bạn cứ yên tâm. Những cái gì tốt nhất là mình sẽ dành cho người con gái của mình. Yên tâm thì yên tâm rồi, nhưng mà nếu được thì bạn chia sẻ một chút đi. Tại vì nhiều bạn trai cứ hứa hẹn em cứ về với anh, em yên tâm, em sẽ thế này, em sẽ thế kia. Không, cái đấy thì mình biết nhiều bạn trai cũng hứa hẹn là sẽ yên tâm. Nhưng mà nếu mà bạn muốn chi tiết, ý của bạn là muốn chi tiết luôn gì đúng không? Cũng không cần phải chi tiết, nhưng mà bạn có thể nói là ví dụ bạn nếu như mà bạn đến với Thúy chẳng hạn, thì là cái dự định về cuộc sống của bạn như nào, con cái thì sinh mấy đứa chẳng hạn này, sống ở đâu, rồi học cái gì như thế nào. Đó, à, cái vấn đề đấy là sau này với lại mình sẽ học với bạn gái, ví dụ như con cái thì sẽ học ở trường quốc tế, còn sân ở bệnh viện quốc tế. Rồi nếu mà học thì mình định hướng con cái mình sẽ học theo lĩnh vực công nghệ thông tin luôn, chứ mình không muốn con mình phải đi theo những lĩnh vực khác, tại vì nó cũng là đam mê của mình. Dạ, nghe bạn trai chia sẻ thì thấy là hợp với Thúy rồi ạ, cho con học trường quốc tế, xin bệnh viện quốc tế đó. Nhưng mà cái chuyện mà học gì thì chắc là để con quyết định đi ha. Còn nếu mà nó theo được như là bạn học công nghệ thông tin, tại vì mình là một người hướng ngoại, mình rất thích con mình tiếp xúc với những văn hóa của bên nước ngoài, rất thích tiếng, rất thích, ví dụ như mình có con nhỏ thì chắc chắn là mình sẽ cho con học tiếng Anh ngay từ bé luôn, chứ mình hoặc là học được một số rồi. Tiếng khác. Chị thấy là chút xíu nữa để hai bạn tự nói chuyện với nhau sẽ hay hơn ha. Để gặp nhau đi đã, rồi xong rồi biết có hợp hay không, cái giao diện á, là có phù hợp với nhau hay không, lúc đó các bạn tự nói chuyện với nhau nha. Cảm ơn bạn nữ. Rồi bây giờ xin mời bạn trai, bạn đi với ai vậy? Dạ em đi với lại anh họ của em ạ. À, mời anh. Dạ em là anh họ của Vũ. À, em chào chị Hồng Vân với chào anh Quỳnh Linh với các bạn trong trường quay. Thì em là anh họ của Vũ, cũng ở gần nhà Vũ. Thì được biết Vũ là sống tình cảm, vui vẻ. Còn cái tính mà lanh á, thì do cái đặc thù cái công việc của em á, làm trên online với lại tiếp xúc khách hàng nhiều á. Thì em có cái khả năng, thì những cái tính tình nó hơi năng động một xíu. Dạ. Còn vấn đề em... nói về tương lai á, thì Vũ có chia sẻ với em á, là Vũ cũng đã chuẩn bị cho cái ngày, những ngày sắp tới nếu mà lập gia đình rồi. Cho nên nếu mà em gái có cái yên tâm về vấn đề đó, tại vì Vũ cũng hay chia sẻ với anh điều đó. Rồi, cảm ơn anh. Thôi bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi nha. Đúng rồi, mở rào thôi. Rồi. À, chúng ta sẽ có một cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai người. Mở rào. Em rồi nói. Bình tĩnh, tự tin, quyết thắng. Dạ. Tiến lên. Tiến lên nhận quà, trao quà nào. Có món quà tặng bạn. Dạ, em cảm ơn anh. Tại mình tính mua hoa ấy, nhưng mà mình lại thấy bạn như một đóa hoa rồi, cho nên là mình đứng tặng đó, quà đứng đó, đứng đó mở quà đó luôn. Dạ. Hai bạn đứng đó nói chuyện mở quà đó xem. Em tặng anh bức tranh em vẽ về Đà Lạt á anh. À đẹp. Anh có đi Đà Lạt bao giờ chưa anh? Anh đi đúng một lần năm học cấp 3, tại vì anh ít khi đi du lịch xa, tại vì mỗi khi đi xa là anh thấy trở nhà. Cho mọi người xem bức tranh đi. Dạ đây. Quà. Rồi, đứng nào, cái quà của anh bạn trai là gì nào? Dạ, em cảm ơn anh. Quà của anh đa dạng. Anh tặng em một con gấu bông. Dạ. Một cái lắc tay. Dạ. Với lại một cái đồng hồ thông minh. Với lại một cái lọ đựng hoa để em trưng trong phòng cho đẹp. Với lại có một cái tấm thiệp. Em mở cho em xem. Đọc tấm thiệp đi, đưa cái quà đây chị cầm. Dạ. Rồi. Em cảm ơn. Người cô đơn trái tim rất dễ tổn thương. Nếu em không ngại hãy để anh làm mảnh ghép còn lại trong trái tim em nhé. Dễ thương quá anh. Bình thường anh nói chuyện cũng ngọt ngào vậy. Không, bình thường anh thường anh nhắn tin hay anh ghi giấy thì anh ngọt thôi, chứ nói chuyện anh ngại nói ngọt lắm. Rồi mình cất vô đây đi nào, xong rồi mình trò chuyện với nhau đi nào. Dạ. Ngồi ngồi. Rồi. Dạ. Chúng ta bắt đầu trò chuyện đó các bạn.
cảm nhận về nhau. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt, nãy giờ mình trò chuyện rồi, bây giờ mình gặp trực tiếp đó, mình cảm thấy thế nào? Em có giống như trong anh tưởng tượng nãy giờ không? Thì cũng giống á. Anh nghĩ ở sau bức màn nãy giờ em là một người ngoại hình như thế nào? Thì anh nghĩ là em một người ngoại hình nhỏ nhắn. Dạ. Dễ thương, xinh xắn. Có giống như cái mẫu người mà anh muốn, có giống như Mizu không anh? Cũng được. Không phải, cái Mizu là chẳng qua là anh đưa ý tưởng vậy thôi, nhưng mà không phải giống 100% được. Dạ. Em cũng là vô tiêu chuẩn của anh, đúng cô của anh. Em có nhận xét gì về anh không? Nói chung em rất là thích con trai năng động, và em thấy anh cũng làm nghề liên quan tới công nghệ giống em rất là thích. Dạ. Với lại em thích con trai đeo mắt kiến nữa, để không vậy nói à? Đeo mắt kiến nhìn tri thức. À vậy dạ. À. Thì không biết là em có ý định mà lập gia đình sớm không, hay là em dự định muốn của anh mình tìm là hiểu bao kỹ? Giờ lập gia đình không? Dự định của anh thì anh tôn trọng quyết định của bạn nữ, nhưng mà theo anh á, thì mình tìm hiểu kỹ á, thì mình lúc mà mình lấy nhau thì nó đỡ được những cái giống như là những cái mâu thuẫn. Tại vì đúng, nếu mà mình quen mà 2-3 tháng mình lấy nhau liền thì nhiều khi có mâu thuẫn dẫn đến lục đục á. Dạ. Thì anh đang muốn hỏi em là theo em thì quan điểm mà về hôn nhân gia đình, ví dụ như thời gian mình quen nhau rồi mình lấy nhau, thì em muốn sinh bao nhiêu đứa, thì em có thể chia sẻ với anh không? Theo em á, thì cái chuyện quen lâu hay không á không quan trọng bằng cái chuyện mà đủ duyên nợ thì mình đến với nhau. Dạ. Còn sinh bao nhiêu đứa cái đó là chờ cho rồi anh. Không, nhưng mà cái theo nguyện vọng của em á. Dạ, chắc là 2 đứa, có trai có gái. Đúng mà rồi, nói chung đấy, em thích đúng con rồi, gái đúng rồi. Tại vì anh thấy sinh vậy thôi dễ dạy. Dạ. Chứ sinh nhiều quá khó quản lắm em ơi. Dạ. Khó quản lý á. Nhưng quan trọng là anh có lo được hết hay không? Không, thì sinh là chắc chắn phải lo được rồi. Nhưng mà em đang sống ở trong 3. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Em sống với ba mẹ hay là sao? Em sống với chị ở dưới. Em thuê nhà ở chung với chị. À, em thuê nhà ở chung với chị. Dạ. Còn ba mẹ em ở dưới... Ở Đà Lạt anh. À, Đà Lạt hả? Dạ. Anh cũng thích Đà Lạt lắm á. Nhưng vậy mà anh có lý do để đi Đà Lạt rồi đó. Thì đó, anh không ngại đến Đà Lạt đâu. Anh chỉ cần em đi cùng anh thôi. Dạ. Nhưng mà thì đúng, tại vì trước anh có đi Đà Lạt, nhưng mà đấy là năm cấp 3 anh có đi đúng một lần rồi. Còn sau đó đi là anh không có đi Đà Lạt. Dạ. Tại vì không có ai đi cùng với anh hết á. Lâu nay em cũng đi về Đà Lạt và đi có một mình thôi. Em cũng muốn có người đi cùng với em. À. Nhưng mà em thường, nếu mà em có thích đi du lịch không? Dạ có anh. Thường thì em đi du lịch thì em đi xa không, hay là em đi... Em chỉ đi trong nước thôi. Không, anh biết rồi, trong nước, nhưng mà ý là em đi bằng xe máy, đi phượt, dạy đi phượt, hay là em đi như nào? Em không có thích đi phượt lắm. Cái đấy giống anh á. Dạ đúng. Tại vì ngồi xe lâu mệt lắm. Đúng rồi. Cái thời gian đó mình có thể dùng để đi chơi nó thoải mái hơn là thời gian ngồi xe nó rất là mệt. Dạ. Đúng rồi, tại vì anh thường nếu mà anh đi du lịch là anh phải đi máy bay không mà. Chứ anh đi xe là anh chịu, anh không đi được điểm xe. Điểm đó anh với em hợp nhau rồi. Nhưng mà thời gian rảnh em hay làm gì? Dạ, thời gian rảnh thì em đi tập gym hoặc là đi bơi. Dạ. À, em có thích xem phim, đọc truyện, hay là em có thích nghe nhạc hay gì không? Dạ, cũng có. Em có hay đi ăn uống với bạn bè? Dạ có, em chỉ đi ăn với hội chị em bạn dì của em rồi đi shopping. Nói chung là cuộc sống của em quay quanh chị em bạn dì của em thôi. Hoặc là phòng gym, hoặc là công việc, vậy thôi. Anh thì lúc trước anh có tập gym, nhưng mà anh nghỉ cũng chắc nửa năm anh không tập gym rồi. Anh thì bình thường anh làm việc, anh ngồi máy tính một ngày có khoảng 10-20 tiếng là anh ngủ ít. Nhưng mà cái sở thích của anh là đọc truyện, xem phim, với lại anh nghe mấy cái nhạc nào mà hay hay thì anh hay edit lại mấy cái video để xong anh up lên Facebook anh, để lâu lâu anh vô anh nghe. Thì sau chương trình đó em add Facebook anh là em sẽ biết được anh làm, anh hay là up gì trên Facebook á. Em cũng hay dựng phim. Hai đứa nói nhau về cái tiêu chí này em đề ra đó. Dạ. Bàn cái tiêu chí này đề ra. Em có gì, em có hỏi gì anh không? Những cái nãy em viết trong đó anh có cảm thấy là yêu cầu quá cao không, hay là quá sức đối với anh hay không? Không, những cái yêu cầu trong đó thì không có quá sức đối với anh. Đó cũng đó là những cái mà đúng khi mà xác định mà lập gia đình á. Dạ. Tương lai của hai vợ chồng, con cái rồi gia đình, ba mẹ hai bên á, thì đó là những cái đúng, không có gì mà phải bàn cãi hết á. Dạ. Chúng ta quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào? Mỗi người chia sẻ với nhau đi. Theo anh em chia thì sẻ chứ. Anh nhường cho em á. Dạ. Nói chung là em rất là cần một người đàn ông chung thủy.
em chỉ cần là anh yêu một mình em thôi được không? Em không có thích là anh thả thính với mọi người xung quanh. Em biết xung quanh là có rất là nhiều người đẹp, nhưng mà em cần anh chung thủy với em, anh làm được không? Cái đấy thì được, tại vì anh thường anh về nhà, anh ở trong nhà mà anh ít ra ngoài đường lắm. Tại vì thường mà anh đã đi ra khỏi nhà là anh chỉ có đi siêu thị mua đồ ăn. Dạ. Hoặc là anh đi mua đồ ăn thôi, chứ anh không có đi chơi, cũng không có bạn bè gì nhiều hết á. Đa số là đối tác của anh là bên nước ngoài. Em là người gốc Hoa đúng không? Dạ đúng rồi. Em có biết tiếng Trung không? Dạ biết ít ít thôi anh. Dạ. Tại vì đối tác của anh cũng có người bên Trung, rồi người bên Mỹ nữa. Dạ. Thì nếu mà em biết thì sau này em về hỗ trợ anh. Nhưng mà đã có gốc rồi thì học cũng nhanh mà. Dạ. Lại nhanh. Không, em nói vui vậy thôi, chứ bây giờ Google hiện đại chị ơi, cỡ nào cũng dịch được hết á. Cho nên là em chỉ nói vui vậy thôi. Em có muốn có gì muốn hỏi anh không? Em hỏi về vấn đề làm dâu đi. Ví dụ như là em có ngại làm dâu không? Dạ không. Không mà, mà anh nghĩ là em nấu ăn ngon, với là em biết về gia đình nhiều, biết quan tâm gia đình, thì cái việc làm dâu chắc không khó với em ha? Dạ em, nếu như mà mình được sống với người lớn thì mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm thì em thấy vậy là tốt thôi. Đúng chứ rồi. Không có gì phải ngại hết. Đúng đúng, cái đấy anh tán thành. Nhưng mà em hỏi lại đi, bạn có gia trưởng không? Bạn trai có gia trưởng không? Anh có gia trưởng không anh? Không không, cái gia trưởng thì anh không có gia trưởng. Anh tại vì anh độc lập từ năm 18 rồi. Dạ. Trước khi mà anh làm cái ngành lĩnh vực của anh, hiện tại anh đã trải qua rất là nhiều nghề. Dạ. Nghề nào anh cũng làm hết đó. Đó, cho nên là cái vấn đề gia trưởng thì anh không có. Bây giờ anh có cái lập trình riêng. Dạ. Ví dụ một câu chuyện mà hai đứa tranh cãi với nhau. Dạ. Quyết liệt luôn. Cuối cùng ai sẽ là người nhượng bộ? Rồi, trao đổi với anh, nhau đi xem. Nếu như mà mình xảy ra mâu thuẫn á, thì anh có thể nói là anh sai rồi, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em trước được không? Không, cái đấy thì được em. Tại vì anh thường anh hay nhường anh gái không? Anh với lại bình thường nếu mà có cãi nhau hay gì, anh không, anh ghét nhất là cãi nhau. Anh dạ. Ghét nhất là cãi nhau hay là mâu thuẫn gì, anh ghét mà ai mà to tiếng á, anh chỉ thích yên tĩnh nhẹ nhàng thôi. Nếu anh có sai, anh không có sai, anh có xin lỗi em không? Không, nếu mà anh không sai thì anh vẫn xin lỗi em, nhưng mà sau đó anh sẽ giải thích cho em. Đúng rồi, anh sẽ bào chữa cho anh chứ. Anh chứ mà anh im lặng hoài là anh chấp nhận. Dạ, em rất là hiểu chuyện. Em sẽ không bao giờ làm cho anh khó xử hoặc làm cho anh mất mặt trước đám đông. Nhưng mà ý là khi có hai bọn mình mà hai bọn mình cãi nhau á, thì em vẫn luôn luôn muốn là anh nhường em trước. Không thì đúng rồi, tại vì thường là mình phải nhường chứ. Dạ. Phải nhường. Anh rất là hiểu chuyện cho nên là em cũng yên tâm. Anh cũng hiểu chuyện cho nên là em không phải lo cái vấn đề mà tại vì cái anh khó lắm á nha. Dạ. Cái đó khó lắm á. Sao khó? Nhiều khi mình không có sai mình phải xin lỗi là cũng khó lắm á nha. Không thì nhắn tin xin lỗi đâu có gì đâu anh, nhắn tin anh à, nhắn xin tin xin lỗi ha. À, dạ. Hai đứa đang cãi nhau mà nhắn tin gì? À không, đang cãi nhau thì thôi thì mình ấy không. Không thì bạn ấy nói thì em im lặng vậy thôi, thì em nghe thì em trả lời. Nhưng bạn ấy muốn là cho dù em sai đi nữa, trong chuyện tranh cãi với nhau em không, phải xin lỗi trước. Thì nói, tại sao vậy em, tại sao vậy, giờ sao? Không, anh xin lỗi không, em. Được không? Dạ. Được không? Không, bạn cãi thì em bỏ đi vô phòng đóng cửa không, lại. Sau đó được, em bạn muốn em xin lỗi mà. Sau đó em nhắn tin được không anh? Nhắn tin thì hỏi bạn chứ hỏi anh chi. Không sao, bây giờ tại anh vì thường ví dụ như em mà la anh một vấn đề nào đó hay gì đó thì anh sẽ vào phòng đóng cửa lại, xong rồi chờ một hồi em nguôi giận thì anh mới nói chuyện tiếp. Chứ anh ngại mà nói. Tại vì tính anh rất là ít khen ai hết á. Dạ. Rất là ít khen, mặc dù người ta làm cái gì đó giỏi hay là người ta nộ hay là bất kể gì nhà anh ít, rất là ít khen, anh chỉ để trong bụng không mà. Đó. Vậy là được rồi anh. Không sao đâu, yên tâm đi, anh không có bắt nạt em đâu. Dạ. Thật sự mà nói á, em cũng đừng có phải 100% là lúc nào người ta sẽ đúng, người ta vẫn phải xin lỗi. Có những thứ lúc mà tranh cãi nóng nảy quá thì cũng thể xin lỗi được đâu. Có thể là lúc đó người ta giận, người ta bỏ đi, đóng cửa phòng cũng được, khoan xin lỗi cũng được. Dạ. Nha, chứ không phải lúc nào cũng phải xin lỗi. Theo anh là như vậy, nhường nhau chút đi mà, thấy không? Dạ. Rồi anh thấy hai em nói chuyện rất là hợp với nhau. Dạ. Hai em á, gần như là anh thấy rằng á, là nói chuyện rất là gọi là nó cuốn hút, đứa nào cũng giỏi cả. Bây giờ thế này, mình giao lưu chút xíu văn nghệ để mình có cảm xúc thêm nhiều nữa để chúng ta đưa đến quyết định nha. Dạ. Rồi em có thể tiến tới và nắm tay cô gái nói điều gì đó hoặc hát một bài nào đó để mình trao cảm xúc cho nhau thử xem. Em hát dở, em nhường bạn gái hát trước. Em không hát được. Thì em cứ đứng nắm tay nói gì cũng được. Dạ, muốn dạ. Nói gì cũng làm gì làm. Anh nói với em cũng được, không cần phải hát đâu. Đứng lên nắm tay cô gái và muốn nói gì nói.
Nắm tay cổ đứng lên đi dạ. Cưng. Người ta đưa tay nãy giờ rồi, không chịu nắm nữa. Anh sợ em vậy luôn. Không, tay anh ra mồ hôi cho nên anh ngại nắm tay. Anh nắm tay kia được không? Được. Em đâu có ngại đâu. Rồi anh nói gì với em đi. Anh hy vọng là em và anh có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ. Anh thấy em thì anh cũng rất là mến em. Dạ. Tí nữa bấm nút nha em. Bấm nút. Hình như là bạn cũng ngại, tức là dạ, không quen nói những cái lời ngọt ngào. Dạ đúng rồi, đúng rồi chị. Tại vì em thường thì mấy cái lời ngọt ngào thì em thường em nhắn tin hoặc là em viết, chứ em không có, em ngại cái nói cái lời ngọt ngào ra ngoài á. Dạ đúng không? Ví dụ không như có hai người với nhau á thì em có thể nói được, nhưng mà đại đồng quá em ngại lắm chị ơi. Vũ ơi, dạ. Không cần nói ngọt ngào gì hết, em nghĩ trong lòng mình sao, em nói với cô gái đi, vẫn cứ nắm tay, nói những cái gì mình suy nghĩ về đối phương, cứ nắm tay cho nó đẹp đấy. Giống bắt tay thôi mà sao anh ngại em vậy? Tại vì tay anh chảy mồ hôi nên là anh ngại nắm tay. Nói đi Vũ, những cái gì mình suy nghĩ về cô gái? Thì đầu tiên thì em thấy bạn gái rất là dễ thương, biết nấu ăn là em rất là thích. Rồi nếu mà chúng ta có cơ hội thì anh sẽ trân trọng những cái thời gian mà ở bên cạnh em. Dạ. Để chúng ta tìm hiểu được nhiều hơn, và sau này nếu mà hợp thì mình có thể tiến tới hôn nhân. Anh cũng rất là thích Đà Lạt á. Anh rất thích không khí Đà Lạt. Dạ. Anh có muốn lên Đà Lạt mua một cái ngôi nhà xong rồi mình lên đó nghỉ dưỡng không? Anh hả? Anh có bao giờ đặt một cái target như vậy không? Anh thì đặt target là ở thành phố không mà. Tại vì thường, tại vì ba mẹ anh sống ở đây thì anh muốn mua cái nhà mà gần đây. Còn nếu mà sau này mà có dư giả thì mua căn ở trên Đà Lạt để dành cũng được. Rồi cuối tuần về đây du lịch cũng được. Dạ. Có nhà vợ trên rồi mua chi? Dạ. Có nhà vợ trên đó rồi. Hai ông quên mất, đúng rồi, quên mất. Rồi đó thôi, chị thấy là bạn này bạn không có quen rồi. Nói những cái lời hoa mỹ. Dạ. Rồi chúng ta quay ghế ra phía trước. Nãy giờ chúng tôi đã để thời gian cũng khá dài để các bạn có thể trao đổi về rất nhiều thứ, được sự chia sẻ từ người thân, cùng với trao đổi về cảm xúc. Chúng ta đi đến quyết định xem có đồng ý hẹn hò với người đối diện hay không. Nếu như chúng ta cảm giác đây thật sự là một sự rung động thì chúng ta cho phép trái tim mình ấn nút. Còn nếu không thì không cần ấn nút. Quyết định bấm nút là phải có trách nhiệm với điều đó. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Tốt rồi. Quá. Hai người có thể nắm tay nhau được rồi. Bắt đầu từ giây phút này, các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau trên sóng truyền hình, trước mặt là bạn bè, bà con, thậm chí người thân, người nhà của các bạn nữa. Những cái gì chúng ta hứa từ nãy giờ, nó là một biên bản về tình yêu không thể thay đổi được. Nếu chúng ta làm đúng như thế, chắc chắn rằng mối tình này sẽ được thăng hoa. Đơn giản là như thế. Rồi thôi, mình nắm tay nhau. Đi cưng, nắm tay đi. Đó. Rồi thôi mình trao nhau cái nụ hôn đầu tiên đi cưng. Anh xin phép hôn em nhé. Anh nghĩ cô bé cũng là một cô gái rất là hiện đại ha. Hai đứa rất là dễ thương luôn. Nếu như được sự hỗ trợ của bạn bè, của người thân thì anh nghĩ rằng mối tình của các bạn sẽ rất là tuyệt vời luôn. Chúc các bạn sớm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến một cái kết là về chung một đội nhá. Dạ. Yên tâm, về đội của em thì không phải suy nghĩ nhiều đâu. Về đội của em thì sướng lắm. Rồi đứng xếp ra đây. Đứng xếp ra đây bạn. Vẫn cứ nắm tay nhau, đừng buông tay ra. Đúng rồi. Chúng ta đã đồng ý hẹn hò rồi, cứ nắm chặt tay nhau để vượt qua nhiều giông bão của cuộc đời. Để cùng đến một cái đích, đó là tình yêu thương với nhau. Dạ. Rồi. Nhân đây thì em cũng cảm ơn anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và ekip chương trình. Và đặc biệt là chị Trúc biên tập đã giúp đỡ em tìm được một bạn mẫu, một người bạn một nửa còn lại của em thật ưng ý của em, là chị Trúc biên tập á. Chưa chị mà làm thơ cả đàn em không nhỏ rồi.
Rồi tâm sự với hai bạn. À, anh thấy em sao? Rất là dễ thương luôn. Mình học bao nhiêu năm nữa mình xong? À, em học là 1 năm rưỡi. Có nghĩa là mình học 5 năm hả? Không, em chỉ học là học học hệ ngoài đại học thôi. Mình vào đây mình sinh sống với ai? Mình ở với ai? Hay là mình ở... Ở một mình ạ. Mình ở đó mình... nhà mình á, ấy là nhà mình ở quê á, có gần bến xe hay ga tàu hay là sân bay gì không? Nhà gần biển. Tất nhiên là biển rồi, Nha Trang là biển rồi. Ấy là cái phương tiện đi lại nó có tiện cho mình không? Dạ có, gần xe, nằm ở trên đường quốc lộ 1. À dạ hả? Nhà mình đông anh em không? Dạ, em có 2 anh. À, có nghĩa là 3 người mình ở. Mình. Dạ đúng rồi. Mình là ai? Mình là ai? Ai là mình? Dạ, hỏi tiếp đi. Ví dụ như em có thoải mái khi mà anh có việc anh phải đi làm đêm hay là thì ăn nhậu với bạn bè không? Dạ không, em cái đó em thoải mái lắm, ăn nhậu thì càng tốt, em cũng nhậu được mà. Dạ thì hai buồn hai đứa cùng nhậu cũng được. Dạ đúng, em đang định nói. Nếu mỗi lần hai đứa giận nhau thì làm gì? Tất nhiên là hai người giận nhau thì phải có một người xuống nước trước anh. Dạ em cũng quan điểm gì đó rõ ràng lắm. Ví dụ em như anh. Ví dụ như giới thiệu về mình đi em gái. À, chào anh Nguyễn Linh ạ, em chào chị Cát Tường. Chào mọi người ạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Trang, năm nay em 24 tuổi. À, hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. À, hiện em đang làm quản lý nhà hàng và bên cạnh đó là học thiết kế đồ họa. À, Trang quê ở đâu? Em quê ở Khánh Hòa. Quê Khánh Hòa, vào đây lâu chưa? Dạ em vào đây hơn 2 tháng. Mới 2 tháng à? Ồ rồi, Khánh Hòa ha, Trang từ Khánh Hòa vào mới 2 tháng thôi. Trang mới có 2 tuổi hả Trang? Dạ. Em 20 tuổi hả? 24 tuổi anh. 24. Trang. À, Trang đến từ Nha Trang. Rồi em giới thiệu em đi em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tự giới thiệu em là Đồng Thanh Nghĩa, sinh ra tại Quảng Nam và hiện làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em tên Nghĩa hả? Bên kia tên Trang. Hai cái tên nghe, em nghe cũng hơi buồn anh. Dạ. Nghĩa. Thôi mình nói Trang Nghĩa đi nha. Xin chào Trang Nghĩa. Rồi. Nghĩa làm công việc gì? Dạ em làm bên quản lý chất lượng của một công ty bê tông thương phẩm chị. Em ở quận mấy vậy Nghĩa? Em ở Nhà Bè nhưng mà giáp với quận 8 anh. À rồi được rồi, rồi. Trang. Bạn Trang. Bây giờ mình bắt đầu từ Trang trước hết nha. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em bắt đầu từ Trang. Nghĩa. Điểm mạnh của em thì em khá là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người khác. Biết nấu ăn ngon, có thể nấu được tất cả các món. Em biết làm các đồ handmade. Và hát được, kỹ được. Vậy là tốt rồi, còn điểm yếu? Dạ, điểm yếu thì em không có điểm yếu. Không có điểm yếu gì luôn hả? Hay quá. Thôi điểm yếu để ta tìm hiểu đi ha. Thôi bạn Nghĩa, bên kia không có điểm yếu gì, bạn có điểm yếu gì không? Dạ em chủ yếu là ưu điểm thôi anh. Dạ ưu điểm của em cũng rất là nhiều. Ví dụ như hát được, làm thơ được, nấu ăn được. Dạ. Thôi hát bài cho nó vui lên coi nào. Để nghe buồn quá. Nào hát vui lên coi. Bài gì? Dạ em xin hát một đoạn. Rồi dạ. Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh. Nếu em ưa cái nồng cây thì về Quảng Nam ân tình. Người ở miền Trung không ngại mưa ngại gió. Người ở miền Trung em về em sẽ thương. Bài cũng hơi buồn ha. Trang có bài nào vui vui không Trang? Dạ em hình như cũng bài buồn như vậy. Buồn luôn hả? Thôi cái gì nó vui thì buồn chán lắm. Thôi bây giờ mình nói qua tình trường đi. Tình trường sao em? Dạ em có 3 mối tình. 3 mối tình. Dạ. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi? À gần đây thì hơn 1 năm. Hơn 1 năm. Dạ. Quen được bao lâu? Em quen hơn 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ là anh ấy đi công tác chỗ khác xong rồi xả lòng người khác. Ồ. Vậy là gặp ngay người đàn ông không chung thủy rồi đúng không? Dạ. Bây giờ hết buồn chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi phải không? Bạn trai tình trường của mình sao? Có mấy mối tình rồi em? Dạ tình trường của em là chắc là con số 0 luôn á chị. Gì? Chưa quen ai hết luôn hả? Dạ đúng rồi chị. Tất cả mối quan hệ đều em dừng ở mức bạn bè và đồng nghiệp thôi chị. Dạ. Em có mối tình đơn phương nào không?
Dạ không, thực sự là với cái tính cách của em cũng hơi cá tính một chút xíu nên chưa có cảm nhận gì về tình yêu với một người khác giới hả? Dạ đúng rồi, với đồng nghiệp là chỉ là tình đồng nghiệp và tình bạn như vậy anh. Dạ. Có một cảm giác gì với một người phụ nữ nào không? Cũng có, anh cũng có, nhưng mà em lo cho công việc và tương lai của mình hơn. Với lại có nhiều lúc em chưa chuẩn bị được cái tâm lý. Cũng tâm lý là... gì Nghĩa? Ví dụ như là em không muốn mình yêu một ai đó mà mình không có công việc ổn định, mình không có đủ khả năng chăm sóc lo lắng người ta. Tức là lo sự nghiệp trước đúng không? Đúng rồi. Bây giờ sự nghiệp ổn định chưa? Dạ giờ là em nghĩ là cũng tương đối ổn định rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cho một người yêu như thế nào? Mẫu người yêu của em thì cũng đơn giản thôi. Một người nội hình ưa nhìn và biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Cái này cũng dễ mà. Dạ, và đặc biệt là phải tự cao một chút xíu. Cao hả? Cao hết mấy? Không không anh, tự cao ấy là cái ngoại hình, tự cao là cao tự nhiên anh. Tự cao là tính cách, tự cao là ngoại hình. Rồi, dạ. Tự cao ha. Rồi còn gì nữa không Nghĩa? Với lại biết quan tâm chia sẻ với chồng mình cũng như là mọi người thôi. Dạ, đừng có sống kiểu một mình quá. Rồi, bạn nữ. Em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì phải cao này, 1m7 trở lên. 1m7 trở lên. Dạ, tại vì 1m7 thì sau này con em nó sẽ cao. Rồi. Thấp được không em? Dạ thấp thì con nó lùn quá, mất công. Không có đâu. Trời ơi, bây giờ nhiều khi từ đất lên tới vai có 1m55 anh em ơi. Dạ. Từ dưới chân lên vai có 1m55 à. Con vẫn cao. Dạ, biết đâu được gì, lỡ mai nó vào trong số ít thì sao? Về mẫu bạn trai của em thì phải quan tâm một người khác, đừng có ích kỷ, đừng có vô tâm, phải có chí hướng của mình, đừng có gia trưởng quá. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, không thích thì không thích, em không thích chơi game. Chơi game? Dạ. Cái đó không có đâu em yên tâm đi, anh cũng rắc rác cái đó luôn á. Còn cái gì không về ngoại hình? Có điều gì em? Dạ, ngoại hình thì đừng có đen quá, đừng đen hơn anh Quyền Linh là được. Về đừng hói. Không hói? Dạ. Ít tóc như anh Quyền Linh thôi. Cũng được. Dạ. Có gì nữa không? Có cái gì khó khăn hơn nữa không? Có mẫu người lý tưởng như thế nào không? Phải chơi thể thao. Phải chơi thể thao? Có chơi thể thao gì không? Dạ, nếu mà bóng thì em chắc em chơi được bóng chuyền. Dạ. Bóng chuyền? Dạ. Cũng được, cũng dạ. Cao ráo, săn chắc, roi roi nhưng mà nhìn cũng mạnh khỏe. Dạ. Anh có tập gym không anh? Tập gym mà nhiều lúc cũng muốn nhưng mà công việc mình chiếm cũng nhiều thời gian lắm nên mình không tướng này chưa có gym. Dạ không tập gym thì yên tâm rồi. Được cái gì? Tại tập gym á chị sợ sau này gây ẩn thì mất công. Gây ẩn là cái gì? Sau này thì lộ ra gây ẩn hả? Dạ ý là sao em? Ý là muốn tập gym hay là không muốn? Em nói thẳng rồi. Dạ không, ý là không muốn đúng không? Dạ rồi không tập. Mừng quá hả? Mừng quá hả em? Không, em nghĩ là nói thẳng đi, vòng bo. Ủa sao tập gym là gây ẩn là sao nãy giờ chưa hiểu cái vụ đó luôn á. Tại chị bây giờ tập gym, con trai tập gym thường hay quen với nhau ở trong phòng gym. À, con trai tập gym là thường quen với nhau trong phòng gym. Cái này một tư tưởng mới để tôi nhét vô đầu tôi coi, trời ơi thiệt. Không hiểu nổi. Rồi sao em đi là chừng nào tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là nếu mà được thì tìm hiểu thật lâu, cỡ 2 năm là được. 2 năm? Dạ, hơn 2 năm được không? Dạ, 2 năm được, 2 năm mới học xong rồi. À, em đang học cái gì nữa? Thiết kế đồ họa. À, đang học 2 năm nữa xong thì thôi cũng được. Chị thấy hơi trễ nhưng bạn này nó được là được rồi. Dạ. Rồi, nhưng mà mình chưa có yêu ai hết rồi mình có kinh nghiệm gì không? Rất là nhiều kinh nghiệm đúng không chị? Kinh nghiệm đâu ra mà thật sự là bạn bè em. Ví dụ như bạn bè em cưới vợ thì nó khó khăn gì đó mình cũng chia sẻ cho nó. Dạ, nhưng mà khó khăn gì đó là nó khó khăn chia sẻ, nhưng mà còn cái chuyện nói với vợ nó sao em chia sẻ được? Sao em có nhiều lúc gì? Nó cũng tâm sự với mình mà mình cũng chỉ cho nó. Nói chung em cũng thuộc tiếng người cũng rất là tâm lý. Dạ. Em chỉ thì sao? Ví dụ như nó giận vợ thì mình có thể là mình chỉ nó sao là để nguôi giận đồ, rồi ví dụ mua quà tặng đồ này kia. Mình có thể tư vấn cho nó mấy cái chiêu trò để dạ. Làm ra lan một chút xíu vậy. Dạ. Nhưng mà làm chồng em đâu có chỉ được, biết không? Là sao chị? Biết cách làm chồng không? Cười tao hỏi thiệt, cười. Thì có thể là trao đổi qua lại chị. Mình đưa nó một cái gì đó nó thích thì nó có thể chỉ lại cái kiến thức cho mình. Ví dụ mình tư vấn cho nó về tặng quà chẳng hạn, hay là bất dặn cũng được, nhưng mà nó phải đưa những cái kiến thức
của nó về gia đình, về cuộc sống gia đình của nó. À, nó có dạy em rồi phải không? Dạ, dạy cách làm chồng sao là phải chỉ rồi phải không? Dạ đúng rồi, nhiều lúc ví dụ như vợ nó giận thì nó có thể là như thế nào đó, mà để vợ nó không giận thì nó cũng có nói lại cho mình biết. Dạ. Đó cũng là lý thuyết thôi ha, chứ từ lý thuyết đến thực hành cũng còn xa lắm. Dạ đúng rồi chị, rất xa luôn. Rồi, hy vọng là em thực hành được. Rồi bây giờ lấy nhau về lập nghiệp ở đâu? Em nghĩ là công việc của mình nó ổn định ở đâu thì ở đó. Dạ. Có làm dâu không em? Thực sự là không làm dâu. Không làm dâu. Rồi ok, thôi nãy giờ nghe nhiều đó cũng cảm nhận được rồi ha. Dạ. Cái chuyện men hay không thì em tự kiểm tra nha. Rồi. Nha. Dạ. Định qua thăm đàn gái coi sao mà qua đi phỏng vấn đàn trai dữ ha. Để xem đàn gái. Dạ, oh. Trai. Chờ em gái. Sao anh? Đàn gái. Dễ thương. Được. Em sao muốn lấy chồng cao hơn dữ vậy? Dạ. Tại mà em nói cao tới mét bảy rồi hả? Nó còn khúc nữa mới được. Nhưng mà dễ thương lắm ha. Không sao đâu. Bây giờ do dinh dưỡng, do môi trường, do rất là nhiều thứ thì con nó cái nó sẽ cao, chứ không phải là do cha mẹ cao là con cao đâu. Ha. Bữa chỗ ông, cho anh có ông kia cao 2 mét để con ra cao 1m1 à. Đừng có lo nha. À, em không thích điều gì, em ghét nhất cái tật xấu người đàn ông là tật gì? Nói nhiều. Nói nhiều. Dạ. Em thấy anh nãy giờ nói nhiều không? Dạ không, nói vừa. Nói vừa đúng không? Dạ. À, cưới liền được không? Dạ cưới liền hả? À. Cưới liền hỏi ý kiến ba mẹ em nữa. Ủa ba mẹ cho mới chịu hả? Dạ. Thí dụ ba mẹ không cho thì sao? Năn nỉ. Năn nỉ. Có ba mẹ ở đây không? Dạ có. Có ha. Chúc năn nỉ nha. Được á. Được. Đàn được. Trai chịu à. Rồi. Rồi vậy bây giờ hỏi ý kiến ba mẹ nha. Hỏi ý kiến người thân ha. Rồi dạ cháu xin chào cô chú ạ. Xin chào hai MC xinh đẹp Viền Linh và Cát Tường. Dạ. Xin chào mọi người trong trường quay. Chào cháu. Tôi là mẹ của Trang. Hôm nay là Trang với là cháu đến ngồi ở trên cái đến từng quay này là đã làm cùng một là cái duyên của cháu và Trang. Thì cô cũng mong cha cháu và con của cô tìm hiểu đỡ mà mình trao nhau đỡ đến đi đến bến bờ hạnh phúc. Điều thứ hai tôi xin thay mặt gia đình xin cảm ơn chương trình Viền Linh và Cát Tường đã cho gia đình chúng tôi đã đến có mặt ngày hôm nay tham dự chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Một lần nữa tôi xin cảm ơn chương trình. Tôi muốn Viền Linh và Cát Tường hãy chung tay và làm cái chương trình này để dài lâu hơn nữa và có nhiều bổ ích và ý nghĩa hơn nữa. Còn theo má nhận xét cháu trai bên này thì theo má nhận xét thì bị ngồi thì được. Trai thì như vậy là đủ rồi. Còn bên trong thì mà chưa biết được. Còn chuyện giao tiếp thì thấy bạn trai bên này thì cũng rất là vui vẻ, thì má cũng ok. Thì nếu hai con mà tìm hiểu thì cho một cơ hội để bấm nút để tìm hiểu sâu hơn, đi đến bên bờ hạnh phúc. Cuối cùng cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Vậy là má ok rồi đó. Được rồi, ha. Hai đứa nhắm sao nhắm chứ má ok rồi đó. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, em đi với gia đình của hai người dì. Dạ. Dì ruột á hả? Dạ. Rồi, dì cũng như mẹ ha. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, xin chào khán giả của trường quay. Riêng về em nhận xét về bệnh em gái bên này thì em thấy cũng dễ thương. Thấy cũng... Ở Khánh Hòa thì mình Quảng Nam mình đi vô thì mình ghé luôn cũng tiện lắm, không có sao soi mấy đâu. Dạ thì thấy cũng dễ thương, cũng ngoan đấy. Về phần nghĩa thì mình thấy nó cũng rất là hiền, có ngoan, về quan tâm và cũng giúp đỡ nhiều người khác. Chương trình đã đến đây rồi thì mình xin nhấn nút bấm hay là cho nó vui. Bấm cho nó vui à. Dạ. Dạ, thấy cũng gì, được. Thì... Dạ, em thấy cũng được. Thấy được hai hả? Đứa cũng đẹp đôi, dễ thương. Dạ. Dạ rồi xin cảm ơn ạ. Ờ, dì kế bên là mẹ là gì luôn hả? Chị kế bên.
Dạ hai chị em sinh đôi ạ. À. Dạ. Dạ hai chị em sinh đôi. À, chị có ý kiến gì không? Chị phát biểu vài câu đi chị. Dạ em thấy bạn gái bên đây thì 24 tuổi nhưng mà tiếc cái tên thì nó hơi nghĩa trang thì thấy nó không được hay lắm. Nhưng mà thấy hai bạn thì là đẹp đôi. Nhưng mà thôi kể đi, cái tên không quan trọng đâu. Quan trọng là mình về sống với nhau như thế nào. Có đám cưới thì mình kêu ngược lên trên người Linh cho nó mời cô dâu chú. Dạ, đúng rồi. Không phải vậy, không phải em nói. Còn nghĩa, nghĩa thì thấy nghĩa thì về nghĩa thì biết là nấu ăn rất là ngon nè. Rồi cũng rất là lo cho gia đình. Nên thấy thì mong mà hai đứa bấm nút đi. Dạ. Mai mốt có gì nó về đổi tên từ nghĩa thành dạ. Nhiều tên Nha chẳng hạn, như tên Trang, như Nha Trang luôn nó gọn. Thôi kệ đi. Thôi sao Nghĩa nói gì Nghĩa? Dạ em có ý kiến là dạ. Dạ. Dù có tên gì đi chăng nữa thì nếu mà Nghĩa Trang thì bình thường ai rồi cũng phải Nghĩa Trang ấy, đi đâu không Nghĩa Trang. Đúng rồi, đi đâu cũng phải về Nghĩa Trang đó, thôi. Ví dụ đám cưới nghe đọc là xin giới thiệu cô dâu chú rể Nghĩa Trang. Trang Nghĩa đi anh. À, Trang Nghĩa. Trang Nghĩa đi. Không thì dạ. Ở nhà có tên gì khác không? Em tên Nghĩa thôi à. Có tên gì khác không? Dạ, không. Không có. Có thể tên Tèo, tên Tí đó. Thật sự là không có. Không mà nên dạ. Anh nghĩ này nè, về phong thủy á dạ. Thì thôi thí dụ như hai đứa yêu nhau, kiếm cái tên nào là lạ, ví dụ gia đình hai bên đặt cái tên là lạ đi. Một là đổi tên bên kia, bé Trang tên gì? Ở nhà tên gì Trang? Dạ, nhà tên Bé. Hả? Tên Bé. Ở bé. Nhà tên Bé hả? Dạ. Ờ, Nghĩa Bé. Bé Nghĩa, Nghĩa Bé. Bé Nghĩa, Nghĩa Bé. Rồi, hôm nay chúng ta mở rào cho bé Nghĩa gặp nhau. Rồi, kéo rào. Lần đầu gặp nhau có món quà này. Dạ, em cảm ơn anh. Tặng hoa nè. Em cảm ơn. Tặng con heo đó làm chi vậy? Dạ phụ nữ là phải là tay hồn chìa khóa cho gia đình. Em tặng con heo nó thật đơn như điều đó chị. Em cũng có món quà tặng anh. Cái này là do em vẽ. Nó vẫn chưa có mặt của chú rể. Dạ mình vẽ không... luôn vô ha. Dạ. Vẽ luôn. Thôi được thôi. Trời nghĩ sao vẽ người không có đầu. Trời ơi. Dạ. Đúng là Nghĩa Trang thì... Bây giờ bé bây giờ bé nhìn cái hình này ha, nhìn đây bé vẽ liền vô cho nó phong thủy tốt nha, vẽ đi bé. Trời ơi, ngồi đi luôn nha. Ngồi đây, ngồi đây cho bé vẽ. Nghĩ sao mà vẽ để cái đầu không vậy trời. Thiệt chứ, ý nghĩa cũng lạ thiệt. Tại em chưa có biết mặt mũi ảnh hay sao á. Thì ta khoan vẽ, không thấy ông ấy vẽ cái từ cái lưng cái bụng trở xuống thôi. Vẽ rồi gì? Ngồi nhìn coi là nhìn Nghĩa vẽ đi bé. Có ba lúng đồng tiền kìa. Không, tóc hai bên nó hơi lém lém lên rồi đó, không. Tóc sừng. Đẹp nha. Ta đẹp trai đó. Nhìn đây nhìn tôi hồi vẽ xấu quắc à. Vẽ chừng nào xong báo nha. Nghĩa bé cũng hợp ha. Bởi tụi nó bé bé rồi ha. Mà bé Nghĩa cũng hợp. Trời ơi. Nó cũng dễ thương. Kỳ này về làm buổi chè rồi. Xôi chè rồi ha. Nhớ nha, nhớ xôi chè, nhớ gửi tặng anh với nha Nghĩa. Dạ dạ. Xong rồi ghi tên bé Nghĩa vô luôn nha. Có giống không? Kiểm tra chút rồi. Dạ dạ. Không chưa? Xong rồi. Giống này trời. Trời ơi. Gì mà. Giống đó anh, em thấy giống hả? Đẹp. Trời ơi. Giống mặt. Không, giống mày.
Nhưng thôi nghĩa không thiệt. Cái này là giống hả, cái mỏ giống kia kìa. Cái nó màu hồng mà anh đây màu đen tô mình lên là giống đó. Thôi nói chung dễ thương. Đây tặng em nè, đó ghi vô coi. Bé Nghĩa, bé Nghĩa vô coi. Ghi Nghĩa Trang thì cứ ghi này, ghi là Trang Nghĩa này. Đúng rồi. Đây, đây lại đọc từ đây qua đây là Trang Nghĩa. Đúng rồi. Vậy muốn viết sao viết đi. Tôi không biết phong thủy đó nha. Ngày hôm nay là ngày rất đặc biệt á. Nữa sau này các bạn xem lại cái hình ảnh này, các bạn sẽ thấy nó ý nghĩa thế nào. Rồi, đó, đem qua tặng bạn luôn. Trang Nghĩa. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Dễ thương. Hai bạn trò chuyện với nhau đi. Không bao giờ quên món quà này nha. Giờ em đang sinh sống ở đâu? Nghĩa có làm thơ gì tặng bạn gái đó. Đọc cho bạn gái nghe đi. Bình Thạnh. Bình Thạnh nè. Nghĩa, đọc thơ bạn gái nghe đi. Bạn có thích thơ không? Có anh. Hôm nay mình có một bài thơ tặng cho bạn luôn. Anh em đi, không có bạn gì đây chứ. Hôm nay đến với chương trình, mong cho hai đứa gọi mình gọi ta, mai sau chung một mái nhà, nhìn đàn con nhỏ của ta lớn dần. Thôi, chưa chi mà làm thơ cả đàn em con nhỏ rồi. Rồi tâm sự đi hai bạn. À, anh thấy em sao? Rất là dễ thương luôn. Mình học bao nhiêu năm nữa mình xong? À, em học là 1.5 năm. Có nghĩa là mình học còn 5 năm à? Dạ không, em chỉ học là học học hệ ngoài đại học thôi. Mình vào đây mình sinh sống với ai? Mình ở với ai? Hay là mình ở... ở một mình ạ. Dạ. Mình ở đó mình nhà mình á, ấy là nhà mình ở quê á, có gần bến xe hay ga tàu hay là sân bay gì vậy không? Gần biển. Tất nhiên là biển rồi, Nha Trang là biển rồi. Ấy là cái phương tiện đi lại nó có tiện cho mình không? Dạ có, gần xe, nằm ở trên đường quốc lộ 1. À dạ hả. Nhà mình đông anh em không? Dạ, em có 2 anh. À, có nghĩa là 3 người mình lũ. Mình. Dạ. Ai? Mình là ai? Ai là mình? Dạ, hỏi tiếp đi. Ví dụ như em có thoải mái khi mà anh có việc anh phải đi làm đêm hay là đi ăn nhậu với bạn bè không? Dạ không, em cái đó em thoải mái lắm, ăn nhậu thì càng tốt, em cũng nhậu được mà. Ừ, vậy thì hai. Buồn hai đứa cùng nhậu cũng được. Dạ đúng, em đang định nói. Nếu mỗi lần hai đứa giận nhau thì làm cái gì? Tất nhiên là hai người giận nhau thì phải có một người xuống nước trước anh. Dạ. Em cũng quan điểm điều đó rõ ràng lắm. Ví dụ em như ví dụ như vợ giận thì chồng chớ đi xa, và chồng giận thì vợ chớ lại gần. Còn hai người cùng giận thì phải một người xuống nước, đặc biệt là người chồng. Dạ đúng rồi, vậy là anh sẽ vô xuống nước trước đúng không? Đúng rồi. Dạ được. Nào cũng nói vậy hết. Nói là một chuyện, làm là một chuyện đúng không chị? Thì đó. Dạ. Em cứ nói đã, làm em chưa biết. Bạn nghĩ gì về hôn nhân? Nói với nhau nghe đi. Dạ. Em nói đi, nãy giờ nói nhiều rồi. Em thì tại vì vừa mới gặp cho nên em chưa nói gì được nhiều hết. Thì sau này có hy vọng là mình quen nhau thì mình sẽ tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Còn quan điểm của em về hôn nhân, về gia đình thì sống chung với mẹ chồng hay không thì cũng không quan trọng. Chỉ cần hợp với nhau, hợp với mẹ chồng hay là hợp với anh hay là như thế nào đó thì đều ok hết. Thế em không có quan niệm về việc sống hay là không sống chung với mẹ chồng. À, dạ, em rất là tốt thôi. À, anh có nuôi thú cưng không? Anh có nuôi chó hay mèo không? À, em thật sự là em thích nuôi thú mà. Dạ. Anh thì không thích nuôi con gì, thích nuôi con vợ không à. Không thích nuôi con gì. Anh, em thấy anh có đưa con heo, chắc anh thích nuôi heo. Không, có nghĩa là nó tượng trưng cho người vợ là tay hồn chìa khóa của gia đình. Vậy anh mua anh tặng thôi chứ bình thường không thích. Nhưng mà quê nuôi rất nhiều. Dạ. Nhưng mà nếu mà em về em nuôi mèo hay em nuôi chó thì có được không? Được, nhà anh cũng nuôi. Nhưng mà có để anh không thích, chăm nó cực lắm. Với lại mình, ví dụ mình nuôi nó mà mình xa nó thì cũng thương nó. Nhà anh nuôi rất là nhiều chó luôn á. À, em thích nuôi chó. Người miền Trung là hay quan điểm về con cái lắm á. Ví dụ như là hay bắt đẻ con trai, bằng mọi giá phải có con trai đó.
Thôi hai đứa thỏa thuận coi sao. Em chắc chung quan điểm với anh luôn á. Hả? Chắc con gái đầu tiên anh. À vậy à. Có hai đứa quan điểm với con gái dễ thương lắm á. Mà lỡ con trai sao? Hả? Bình thường là con của mình thôi mà. À anh có xem đá banh không? Có. Anh xem ngoài hàng anh không? Nói chung trong nước thì anh xem, chứ còn ví dụ thời gian đêm á, mình có thể là mình tranh thủ để mà mai mình làm việc nên mà không có thời gian mình xem nhiều đâu. Rồi bạn gái hát tặng bạn trai một đoạn nào đó đi, để bạn trai cảm nhận. Nhìn em, nhìn thẳng bạn gái hát nha, để xem cảm nhận thế nào. Dạ, em sẽ gửi tặng một đoạn. Mọi người vỗ tay cho em một xíu. Thương em anh treo non cao, mùa mây thu mưa tăng phận mình bạc. Thương anh em lội sóng sâu, trôi hương trôi hoa tăng phận nguyện. Còn chẳng trừ chi hỡi anh, hôn em môi mềm cho nước tranh vinh. Ừ, tình là điên khát say, hôn em môi mềm sau nước tranh vinh. Hay đó, anh thấy rất hay. Thấy không biết hát sao, thấy nhìn say đắm quá. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra lại một lần nữa con tim của mình. Kiểm tra tất cả những dòng suy nghĩ nãy giờ hai bạn nói chuyện với nhau. Vui thì có vui đó. Kiểm tra xem đây đối với mình như thế nào ha. Còn mình nói lên những cái điều đó đối với người đối diện. Nghĩ đi bạn. Nào. Nhìn thẳng vào nhau. Rồi bạn trai nói trước đi. Anh nghĩ là chúng ta đến đây cũng một cái duyên nên mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau và tiến xa nhau. Câu đó quen rồi. Bây giờ bạn đang nghĩ trong lòng cái gì nãy giờ về người đối diện, và mình mong cứ muốn cái gì? Nói thật những gì mình suy nghĩ, không cần những cái câu quen thuộc như thế. Nhìn em là anh thấy rất là thích. Không phải vì cái tên hay là thế nào, nhưng mà ngang cách được chúng ta được. Nếu mà cảm nhận về anh tốt thì em nên cho anh cơ hội để tìm hiểu em. Bạn gái có muốn nói gì không? Dạ, em nghĩ em sẽ nói sau. Rồi, không cần mình nói, sẽ quyết định sau ba tiếng đếm rồi. Nha. Dạ. Ha. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Để tay vào nút bấm đi chàng trai. Okay. Quyền quyết định bấm nút hay không bấm nút là do các bạn. Chúng ta đã được chương trình tạo cho cái duyên rồi. Cái phần là do các bạn quyết định. Các bạn đã nghe ý kiến của người thân rồi. Bây giờ chính chúng ta phải làm theo mách bảo của con tim. Bấm nút là hẹn hò để tìm hiểu tiến tới hôn nhân các bạn nhé. Nếu chúng ta không rung động, chúng ta không bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng nha. Dạ. Rồi nắm tay nhau nắm nào. Tay nhau đi. Đó. Nói gì với hai bác đi. Xin hai bác cho con hôn em một cái. Chấp nhận đó. Men không? Dạ. Men gì? Men không? Sao em biết men? Mới hôn cái là men gì? Không. Thôi bây giờ ẩm bằng gái lên thử coi nổi. Nổi gì em nghĩ là ẩm thử có hành động có lãng mạn không? Dứt khoát dứt điểm mới thôi. Ồ. Ờ để xuống cái gầm vậy. Luyện gì vậy, luyện con heo vậy? Ẩm tôi để thôi. Xuống làm cái bịch vậy á. Thôi, đây là giữ cái kỷ niệm đó. Trời ơi, hai đứa. Nhìn mắc cười quá. Đây,